Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 209. Đoàng. Một lực lượng đáng sợ đột nhiên xuất hiện từ trong gương, trong tích tắc, một cột trụ ánh sáng vàng kim quét xuống, khi cột trụ ánh sáng xuất hiện, thế giới không tên bắt đầu tan vỡ. Huyền Mộc nhìn vào Diệp Huyên phía dưới, chết đi. Lúc này Diệp Huyên ở bên dưới ngẩng đầu lên, hắn gỡ bút đại đạo bên hông ra, sau đó cảnh giới của hắn đã tự động huyền lên tới cổ thần. Giờ này cảnh giới của hắn đã ngang bằng với Huyền Mộc. Diệp Huyên vung bút lên. Một cây bút sắc bén phóng ra. Phập. Cột trụ ánh sáng trên bầu trời bỗng chốc bị đánh tan và hủy diệt, đồng thời Huyền Mộc cũng bay đi mấy chục vạn trượng. Và gần như cùng lúc đó, giới chủ huyền thần giới cũng biến mất. Xa xa, đồng tử của Diệp Huyên chợt co rút, hắn vẫy bút đại đạo lần nữa nhưng hắn phát hiện đã không còn kịp nữa rồi. Bùm! Mà xương máu đột nhiên nổ tung, một tàn ảnh lùi ra xa cả mười mấy vạn trượng. Khi Diệp Huyên dừng lại thì hắn đã chỉ còn linh hồn, thể xác đã tan nát. Linh hồn của Diệp Huyên rơi xuống đất rồi nhanh chóng biến mất. Đám thất đức này! Thế mà đánh hội đồng hắn! Sau khi rơi xuống đất, Diệp Huyên vô cùng tức giận, đúng vào lúc này, một mùi hương bay đến, một khắc sau. Hắn cảm giác bản thân tiến vào một thời không biết tên. Cổ Hàn. Vào thời khắc mấu chốt, không ngờ Cổ Hàn lại ra tay giúp đỡ, đương nhiên nàng ta cũng không lựa chọn đấu chính diện với giới chủ huyền thần giới kia, mà quyết định dẫn Diệp Huyên bỏ chạy. Giới chủ huyền thần giới ngẩng đầu nhìn lên trời, híp mắt lại, muốn chạy à? Dứt lời, ông ta bèn muốn đuổi theo, nhưng đúng lúc này, một cường giả cổ thần cảnh đột nhiên run rẩy nói, giới chủ. Huyền Mộc. Nghe thấy lời này, giới chủ huyền thần giới lập tức quay đầu, khi nhìn thấy Huyền Mộc, sắc mặt ông ta lập tức trở nên dữ tợn. Lúc này, linh hồn của Huyền Mộc mờ đến gần như trong suốt. Sắp tan biến rồi. Giới chủ huyền thần giới đi đến trước mặt Huyền Mộc, run rẩy nói, đệ. Huyền Mộc lắc đầu, không được rồi. Sắc mặt giới chủ huyền thần giới vô cùng u ám. Huyền Mộc nhẹ giọng nói, đệ tử cao quá, bút đại đạo kia. Nói xong, ông ta cười khổ. Ông ta là cường giả cổ thần cảnh, còn Diệp Huyên là động huyền cảnh, ông ta cao hơn tận một cấp, vì thế nên tràn đầy tự tin. Phải biết rằng nếu là bình thường, động huyền cảnh đứng trước mặt ông ta, ngay cả khả năng đánh trả cũng không có. Nhưng Diệp Huyên lại khác. Huyết mạch chi lực và kiếm ý của Diệp Huyên vượt xa khỏi dự đoán của ông ta. Khi nãy ông ta có dự tính nếu đòn tấn công cuối cùng không chiến thắng thì sẽ đánh hội đồng, nhưng Diệp Huyên hoàn toàn không cho ông ta cơ hội này, thẳng thừng sử dụng bút đại đạo. Bây giờ sau khi Diệp Huyên sử dụng bút đại đạo, hắn thật sự quá đáng sợ. Huyền Mộc nhìn giới chủ huyền thần giới, gằn giọng nói, đại ca, trả thù cho đệ. Nói xong, linh hồn của ông ta hoàn toàn tan biến. Sắc mặt của giới chủ huyền thần giới vô cùng dữ tợn. Huyền Mộc này là đệ đệ ruột của ông ta, hai huynh đệ nương tựa nhau từ nhỏ đến lớn, tình cảm vô cùng sâu nặng. Lúc này thấy Huyền Mộc hoàn toàn bị tiêu diệt, trái tim ông ta đau như dao cắt. Giới chủ huyền thần giới chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này ông ta thấy hối hận rồi. Vô cùng hối hận. Khi nãy không nên để Huyền Mộc đấu tay đôi với Diệp Huyên. Bọn họ đã quá sơ suất. Giới chủ ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt ông ta vô cùng lạnh lẽo, muốn trốn à? Để ta xem ngươi có thể chạy đến đâu. Truyền lệnh với chư thiên, bắt đầu từ bây giờ Diệp Huyên này chính là kẻ thù không đội trời chung của huyền thần giới ta, làm bạn với tên này chính là đối đầu với huyền thần giới. Những người có liên quan đến Diệp Huyên, chúng ta đều muốn giết. Ông ta nói xong thì lập tức bay lên cùng với sáu cường giả cổ thần cảnh bên cạnh. Đuổi theo Diệp Huyên. Thông báo của huyền thần giới nhanh chóng lan truyền khắp vũ trụ chư thiên vạn giới. Rất nhiều người không hiểu biết về huyền thần giới cho lắm, vì thế lực này vẫn khá thần bí và lâu đời, chỉ người có thực lực đạt đến trình độ nhất định mới biết đến thế lực đáng sợ này. Huyền thần giới có cường giả thượng cổ thần cảnh. Chỉ điều này cũng đủ khiến vô số thế lực ở chư thiên vạn giới thấy sợ hãi rồi. Đế hoang thần tộc. Lúc này, sắc mặt Đế Uyên rất u ám. Không nói một lời. Ông ta cũng vừa nhận được lời thông báo của huyền thần giới. Ông ta cũng có chút hiểu biết về huyền thần giới,
vì trước đây tổ tông của đế hoang thần tộc từng tiếp xúc với thế lực này. Thế lực này ngoài cường giả thượng cổ thần cảnh còn có ít nhất 5 cường giả cổ thần cảnh trở lên. Lực lượng có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Lúc này Đế Uyên cũng thấy lo lắng. Vì trước kia ông ta từng nói, quan hệ của Diệp Huyên và Đế Trang là như thế. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Một khi chuyện này bị huyền thần giới biết được, thì đế hoang thần tộc sẽ đối diện với nguy cơ diệt tộc. Bây giờ ông ta thật sự thấy tiến thoái lưỡng nan. Bây giờ ông ta có hai sự lựa chọn, thứ nhất là giúp đỡ Diệp Huyên, đương nhiên suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị ông ta gạt bỏ. Đế hoang thần tộc lấy gì để chống lại huyền thần giới đây? Sự lựa chọn thứ hai chính là vội vàng bày tỏ sự trung thành với huyền thần giới, sau đó cùng giúp họ tìm Diệp Huyên, phủi sạch quan hệ với hắn. Ông ta đang do dự với sự lựa chọn này. Mà sự lựa chọn thứ ba chính là vờ như không biết gì cả, có điều ông ta hơi lo sợ, vì trong tuyên cáo của huyền thần giới có nói, tiêu diệt tất cả những người có liên quan với Diệp Huyên. Không thể không nói, ông ta cảm thấy khá hoảng hốt. Lúc này, một ông lão bên cạnh nhìn thấu nỗi lo âu của ông ta, sau đó nói, tộc trưởng, chúng ta có thể làm thế này, bày tỏ lòng thành với huyền thần giới, giả vờ giúp bọn họ tìm kiếm Diệp Huyên, chúng ta cũng âm thầm đi tìm, nếu tìm thấy, chúng ta cũng không ra tay, cứ tiết lộ tin tức của Diệp Huyên cho huyền thần giới, làm thế không phải là được rồi sao? Nghe vậy, Đế Uyên hơi nhíu mày. Ông lão trầm giọng nói, đây là cách tốt nhất rồi. Đế Uyên im lặng một lúc lâu, sau đó nói, cứ làm như lời ông nói đi. Dứt lời, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Thật ra ông ta thật sự rất thích Diệp Huyên, cũng coi trọng hắn, nhưng ông ta vẫn không dám đánh cược, dù sao thực lực của huyền thần giới này thật sự rất đáng sợ. Không dám cược. Đế Uyên khẽ thở dài, Diệp công tử, xem ra cậu không thể làm con rể của ta rồi. Tiên bảo giới. Trong tiên bảo các, sắc mặt Tiêu Lan vô cùng khó coi. Ông ta cũng nhận được thông báo của huyền thần giới, đương nhiên là ông ta rất tức giận, không ngờ huyền thần giới này lại dám coi thường tiên bảo các, ra tay bắt người ngay trong tiên bảo các. Rõ ràng là không xem tiên bảo các ra gì. Dù tức giận, nhưng bây giờ ông ta cũng khá là bất đắc dĩ. Vì ông ta không thể liên lạc với Tần Quan, chỉ Tần Quan mới có thể điều động một vài cường giả đặc biệt của tiên bảo các thôi. Bây giờ ông ta cũng không có cách nào. Nhưng nhớ ra điều gì, Tiêu Lan đột nhiên đứng dậy, truyền lệnh ta, đứng về phe Diệp Thiếu, nếu tìm thấy hắn, phải bảo vệ bằng mọi giá. Lúc này ông ta mới chợt nhớ ra. Nếu Diệp Huyên thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy chuyện này sẽ trở nên rất nghiêm trọng, quan trọng nhất là Diệp Huyên bị dẫn đi ngay tại Tiên Bảo Các. Nghĩ đến đây, Tiêu Lan cũng đứng dậy rời đi. Ông ta không thể cứ ngồi không như thế được, ông ta phải tìm đến Tiên Bảo Các khác, nhờ bọn họ ra tay giúp đỡ theo tình huống bình thường, có lẽ các Tiên Bảo Các khác sẽ không quan tâm đến ông ta, nhưng chuyện này liên đến Diệp Huyên, chắc chắn các Tiên Bảo Các khác sẽ không ngồi im. Đây là bạn của Tần Các Chủ đấy. Trong tinh không vô tận nào đó, Cổ Hàn dẫn theo Diệp Huyên liên tục xé rách thời không chạy trốn. Trong lòng nàng ta, linh hồn của Diệp Huyên vô cùng mờ nhạt, cũng may hắn đã tự nuốt một viên đan dưỡng hồn, đây là do Dương Niệm Tuyết để lại cho hắn, nếu không, có lẽ thần hồn của hắn đã thật sự tan biến rồi. Dù là thế, nhưng lúc này hắn vẫn rất suy yếu, vì khi nãy hắn miễn cưỡng sử dụng bút đại đạo nâng cảnh giới của bản thân lên cổ thần cảnh, thật sự mất quá nhiều sức lực. Hơn nữa hắn còn trúng một đòn toàn lực của cường giả thượng cổ thần cảnh. Bây giờ hắn thật sự đang vô cùng yếu, giống như song tu 10 ngày 10 đêm, không còn chút sức lực nào cả. Cổ Hàn đột nhiên nói, bọn họ đang đuổi theo, với tốc độ này, nhiều nhất một khắc là có thể đuổi kịp, người có cách gì không? Cách, Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó nhìn về phía bút đại đạo trước mặt, thấy nó, hắn hơi cạn lời, thân thể của hắn đã vỡ tan rồi, mà cây bút này lại không bị làm sao cả. Diệp Huyên nghiêm túc nói, bút huynh, khi nãy huynh bị bọn họ xem thường như thế, chẳng lẽ huynh không có ý định gì sao? Chỉ có thể thuyết phục bút đại đạo này thôi. Bút đại đạo chợt hỏi, ta có thể có ý kiến gì chứ? Diệp Huyên nhíu mày, giết bọn họ, xử bọn họ đi chứ. Bút đại đạo im lặng một lát rồi nói, bản thể của ta không thể rời khỏi hệ ngân hà, ta có thể làm gì được bọn họ chứ?
Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao bản thể của huynh không thể rời khỏi hệ ngân hà. Bút đại đạo hờ hững nói, chuyện này rất phức tạp, không thể nói được bằng vài ba câu đâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, bọn họ coi thường huynh, huynh cũng không có ý kiến gì sao. Bút đại đạo hỏi, có phải cậu muốn ta giúp cậu đánh bọn họ không? Diệp Huyên vội gật đầu, đúng thế. Bút đại đạo im lặng một lúc lâu, sau đó nói, đại ca à, ta phải gọi cậu bằng đại ca luôn, cậu biết một ngày của ta bận rộn đến mức nào không? Ta phải quản lý vũ trụ vô tận này đấy, cậu biết nó có bao nhiêu vũ trụ không? Ta chỉ có thể nói với cậu, nhiều đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi. Mà mỗi ngày ta đều phải điều khiển số mạng của vạn vật sinh linh trong vũ trụ rộng lớn này. Có phải cậu nghĩ ta rất rảnh rỗi không? Diệp Huyên, bút đại đạo nói tiếp, đại ca, ta cũng phải làm việc mà. Diệp Huyên cạn lời, người này không muốn giúp. Thôi vậy, Diệp Huyên hít sâu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu tĩnh tâm tu bổ thần hồn, cùng lúc đó, hắn bắt đầu đắp nặn lại thân thể. Oanh, lúc này, huyết mạch quanh người Diệp Huyên đột nhiên nhanh chóng vận chuyển. Hắn muốn dùng huyết mạch chi lực đắp nặn lại thân thể. Đây là suy nghĩ bất ngờ nảy lên trong đầu hắn, dù thân thể của hắn đã vỡ, nhưng hắn phát hiện những huyết mạch này vẫn còn. Huyết mạch độc lập với thân thể và linh hồn, đúng là lợi hại, mà hắn cũng không ngờ bản thân có thể dùng huyết mạch đắp nặn lại thân thể. Huyết thân, Diệp Huyên cảm thấy hơi khó tin, nhưng cũng hết cách, hắn vẫn tiếp tục đắp nặn. Bây giờ hắn cần có một thân thể, mà thân thể bình thường hoàn toàn không đỡ được sức mạnh của cường giả thượng cổ thần cảnh kia, vừa động vào là vỡ tan. Vì thế, hắn chỉ có thể hy vọng thân thể đắp nặn từ huyết mạch này có thể mạnh mẽ hơn một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy Diệp Huyên dùng huyết mạch đắp nặn thân thể, cổ Hàn lập tức cảm thấy hơi khó tin, từ trước đó nàng ta đã không thể nào hiểu được rồi. Vì nàng ta phát hiện sau khi thân thể của Diệp Huyên bị vỡ, huyết mạch chi lực kia vẫn còn. Huyết mạch độc lập với thân thể. Cổ Hàn lắc đầu, nàng ta phát hiện tiếp xúc với Diệp Huyên càng lâu, Diệp Huyên lại càng thần bí. Như cảm nhận được điều gì, cổ Hàn quay đầu lại, sâu trong tinh không xa xôi sau lưng nàng ta có một lực lượng đáng sợ đang từ từ đến gần. Cường giả thượng cổ thần cảnh kia đuổi kịp rồi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cổ Hàn lập tức trở nên u ám, nàng ta nhìn Diệp Huyên trong lòng mình, ngươi còn cần bao lâu nữa? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó đáp, ít nhất nửa canh giờ. Cổ Hàn lập tức lắc đầu, ta không chịu đựng được nửa canh giờ. Nhiều nhất là nửa khắc bọn họ sẽ đuổi kịp, mà với thực lực bây giờ, ta cũng không thể ngăn cản bọn họ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, vậy thì cô đi đi. Cổ Hàn thoáng sửng sốt, sau đó im lặng, nàng ta từng có suy nghĩ này. Diệp Huyên cười nói, không cần suy nghĩ, mau đi đi, khi nãy cô cứu ta đã là có ân với ta rồi. Hôm nay nếu ta không chết, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ trả ân tình này cho cô. Cổ Hàn im lặng một lát rồi nói, người bảo trọng. Nói xong, nàng ta bỏ Diệp Huyên lại, sau đó một mình biến mất ở cuối tinh không, cổ Hàn đi rồi. Đi thật rồi, đương nhiên Diệp Huyên không có ý trách đối phương, như lời hắn đã nói, khi nãy đối phương cứu hắn đã là một ân tình lớn với hắn rồi. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, hắn ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn phải khôi phục thân thể khi cường giả thượng cổ thần cảnh đó đến, thân thể khôi phục, hắn mới có thể đánh một trận. Nghĩ thế, Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ. Hắn đúng là ngầu không được ba ngày. Oanh! Lúc này, tinh không phía xa chợt bộc phát khí thế đáng sợ, sau đó, tinh vực nơi Diệp Huyên đang đứng trở nên sôi trào. Đến rồi, Diệp Huyên mở mắt ra, trong mắt hắn là một vùng biển máu, lúc này, thân thể của hắn đã khôi phục. Huyết thân, toàn thân như máu. Thân thể thế này khá là kỳ lạ. Đương nhiên bây giờ hắn cũng không quan tâm được nhiều như thế, có một thân thể có thể sử dụng là được. Giới chủ huyền thần giới xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sau lưng ông ta còn có 6 cường giả cổ thần cảnh. Giới chủ huyền thần giới nhìn về phía xa, sau đó nói, cô gái cứu người đâu? Diệp Huyên cười đáp, đi rồi. Giới chủ huyền thần giới châm chọc, thực tổ thật đấy. Diệp Huyên lắc đầu cười khế, hắn chậm rãi đứng lên. Mở lòng bàn tay ra, trong tay có một thanh huyết kiếm ngưng tụ. Đây là một thanh kiếm ngưng tụ từ kiếm ý và máu tươi. Giới chủ huyền thần giới nhìn Diệp Huyên, người cảm thấy người có thể giao chiến với ta à? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ông nghĩ mình là ai? Ha ha! Oanh, bút đại đạo trong tay Diệp Huyên chợt rung lên, một khắc sau, hơi thở của hắn lập tức đạt đến cổ thần cảnh, nhưng còn chưa kết thúc ở đó, không lâu sau,
hắn lại từ cổ thần cảnh đạt đến thượng cổ thần cảnh. Thấy cảnh này, giới chủ huyền thần giới kia lập tức híp mắt lại, không thể không nói, ông ta thật sự thấy chấn động. Diệp Huyên thăng đến cổ thần cảnh, dù ông ta rất ngạc nhiên nhưng cũng không chấn động, dù sao thăng lên một cảnh giới cũng là chuyện bình thường, nhưng lúc này, Diệp Huyên lại tự động huyền cảnh thăng lên thượng cổ thần cảnh. Không bình thường chút nào, ông ta là thượng cổ thần cảnh, ông ta biết rõ từ cổ thần cảnh đến thượng cổ thần cảnh khó khăn đến mức nào. Sắc mặt của Diệp Huyên ở phía xa tái mét, cả người hắn đều đang run rẩy, cực kỳ không vững. Đây là lần đầu tiên hắn dùng bút đại đạo để tăng lên hai cảnh giới, lúc này, hắn cảm thấy cả người mình đều đang lung lay theo gió. Thượng cổ thần cảnh, Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía giới chủ huyền thần giới phía xa, mở lòng bàn tay ra, thanh kiếm trong tay biến thành bút đại đạo. Hắn phát hiện thực lực của hắn càng mạnh, uy lực của bút đại đạo cũng sẽ càng mạnh. Diệp Huyên cầm bút đại đạo trong tay, lại hít sâu một hơi, lúc này, huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn đang điên cuồng dao động. Huyết mạch chi lực đáng sợ tập trung vào bút đại đạo trong tay hắn. Cùng lúc đó, kiếm ý nhân gian và lực lượng nhân gian của hắn cũng điên cuồng sao động. Nhìn thấy cảnh này, giới chủ huyền thần giới híp mắt lại, các ngươi lui xuống. Nghe vậy, sáu cường giả cổ thần cảnh sau lưng ông ta vội vàng lùi lại, bọn họ biết bọn họ hoàn toàn không thể chống lại Diệp Huyên lúc này, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Giới chủ huyền thần giới mở tay phải, tinh hà xung quanh lập tức rung động dữ dội, sau đó vô số lực lượng thần bí tập trung vào tay phải của ông ta. Vận mệnh chi lực, còn có tín ngưỡng chi lực. Ông ta là cường giả thượng cổ chi thần, đương nhiên phải có tín ngưỡng chi lực. Lúc này, Diệp Huyên mở mắt ra, hắn nhìn về phía giới chủ huyền thần giới kia, chúng ta một chiêu quyết định sinh tử đi. Dứt lời, hắn vung bút lên. Xoẹt, một tia bút phong màu máu bay ra. Một đòn mạnh nhất của Diệp Huyên từ trước đến giờ. Bút phong chém ra. Tinh vực mấy triệu dặm xung quanh lập tức tan biến. Giới chủ huyền thần giới ở phía xa híp mắt, lực lượng trong đòn tấn công này của Diệp Huyên vượt xa khỏi dự đoán của ông ta. Giới chủ huyền thần giới không dám coi thường, ông ta hét to một tiếng, sau đó đánh ra một quyền. Một lực lượng đáng sợ như hủy thiên diệt địa bay ra từ trong nắm đấm của ông ta. Đối đầu trực diện. Lúc này, hai người đều không có đường lui. Lúc bút phong kia chém đến. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang vọng từ tinh không vừa bị đánh tan này, sau đó, Diệp Huyên và giới chủ huyền thần giới liên tục lùi lại, mỗi người đều lùi mấy nghìn trượng. Lúc Diệp Huyên dừng lại, thân thể làm từ huyết mạch của hắn thoáng chốc vỡ tan, nhưng một khắc sau, những huyết mạch tan vỡ kia lại ngưng tụ một lần nữa, vì thế, hắn lại có thân thể. Còn bên kia, sau khi dừng lại, thân thể của giới chủ huyền thần giới từng chút biến mất, trong mấy giây ngắn ngủi. Thân thể của ông ta đã hoàn toàn tan biến, cùng lúc đó, linh hồn của ông ta cũng dần trở nên mờ ảo gần như là trong suốt, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của sáu cường giả cổ thần cảnh đang quan sát trận chiến ở bên cạnh lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ không ngờ Diệp Huyên lại đáng sợ đến thế, suýt chút giết chết giới chủ của bọn họ. Đây là cường giả thượng cổ thần cảnh đấy. Giới chủ huyền thần giới ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, sắc mặt ông ta vô cùng u ám. Còn có vẻ nặng nề, đòn tấn công khi nãy suýt đã giết chết ông ta. Phía xa, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay, bút đại đạo xuất hiện, hắn nhìn giới chủ huyền thần giới, nhếch miệng cười, tiếp tục không. Giới chủ huyền thần giới híp mắt, nếu ta đoán không lầm, thì bây giờ ngươi cũng là nỏ đã hết đà rồi, hoàn toàn không có khả năng sử dụng bút đại đạo này nữa, đúng không? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ông có thể thử xem sao. Giới chủ huyền thần giới nhìn Diệp Huyên. Sau đó nói, A Thương, ông lên đi. Nghe vậy, một ông lão cổ thần cảnh sau lưng ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, giới chủ, việc này. Giới chủ huyền thần giới nhìn Diệp Huyên phía xa, bây giờ hắn là nỏ đã hết đà, hoàn toàn không còn sức lực nữa, ngươi cứ ra tay đi. Sắc mặt cổ thần cảnh kia vô cùng khó coi. Không còn sức lực, mẹ kiếp, lỡ như vẫn còn thì sao? Cây bút kia quẻ tới, ai có thể đỡ được chứ? Lúc này... Giới chủ huyền thần giới quay đầu nhìn ông lão, khẽ nhíu mày, ông có vấn đề gì sao? Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên nói, cứ lên đi. Cùng lắm là lấy mạng đổi mạng thôi. Nghe vậy, sắc mặt ông lão cổ thần cảnh kia trở nên càng khó coi hơn. Sắc mặt giới chủ huyền thần giới trở nên lạnh lùng, A Thương, ông. A Thương đột nhiên nói, ta không lên. Giới chủ huyền thần giới sừng sốt. A Thương lạnh lùng nói, giới chủ, bắt đầu từ bây giờ. Ta xin rời khỏi huyền thần giới. Nói xong,
ông ta xoay người biến mất ở sâu trong tinh không xa xôi. Giới chủ huyền thần giới, sắc mặt của năm cường giả cổ thần cảnh còn lại cũng trở nên kỳ lạ. Đánh nhau, chắc chắn là bọn họ không dám đánh Diệp Huyên. Bọn họ cũng biết bây giờ Diệp Huyên là nỗ đã hết đà, nhưng lỡ như có tình huống bất ngờ thì sao? Lỡ như Diệp Huyên vung bút trước khi chết thì làm thế nào? Ai mà đỡ được chứ? Bây giờ ai ra tay với Diệp Huyên cũng chẳng khác nào là muốn lấy mạng đổi mạng với hắn. Bọn họ tu luyện đến trình độ này, đương nhiên cũng không muốn cứ thế bị giết chết. Giới chủ huyền thần giới im lặng, ông ta biết nếu lại bảo những người này ra tay, chắc chắn bọn họ cũng sẽ đi. Nghĩ vậy, ông ta lập tức nổi giận. Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ, mà bây giờ, những người này lại đều tham sống sợ chết như thế. Đúng là đáng hận, lúc này, Diệp Huyên phía xa đột nhiên nói, hôm nay các người không ra tay, bây giờ giới chủ của các người cũng sẽ không nói gì, nhưng sau này thì sao? Nếu ta là các người, ta sẽ lập tức chạy trốn thật xa, vì bây giờ ông ta hoàn toàn không có năng lực đuổi theo giết chết các người. Nghe vậy, mấy cường giả cổ thần cảnh kia lập tức đưa mắt nhìn nhau. Giới chủ huyền thần giới lạnh lùng nói, người đang ly gián à? Dứt lời, ông ta cười khẩy nhìn về phía một ông lão, Lý Thụ, đương nhiên một mình các ngươi không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu năm người cũng tiến lên, thì hắn sẽ chết chắc. Người này có mối thù không đội trời chung với huyền thần giới ta, hôm nay nếu hắn sống, sau này chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt ông lão tên Lý Thu kia lại thay đổi. Ông ta đang do dự. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, có lẽ các người đã từng điều tra về ta, nếu đã thế có lẽ cũng biết ta là một người có học, ta thành lập thư viện là muốn vạn giới thái bình, chứ không phải là giết chóc. Nếu hôm nay các ông muốn rời đi, ta có thể dùng thân phận một người có học đảm bảo rằng ta tuyệt đối sẽ không tính sổ với các người. Dứt lời, hắn mở lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn, ta là người có học, còn là một kiếm tu, các người có thể tin vào nhân phẩm của ta. Lý Thu nhìn bút đại đạo bên hông Diệp Huyên, không nói một lời. Giới chủ huyền thần giới kia đang định cất lời thì Lý Thu đột nhiên nói, Diệp công tử, cậu bảo trọng. Nói xong, lão ta và hai ông lão bên cạnh biến mất ở cuối chân trời. Giới chủ huyền thần giới, cuối cùng Lý Thu vẫn sợ. Vì sao lại sợ? Là vì bút đại đạo, vì huyết mạch của Diệp Huyên. Đây chắc chắn không phải một người bình thường, có thể có được bút đại đạo, còn có huyết mạch chi lực đáng sợ như thế. Dù lão ta ra tay, sau đó giết Diệp Huyên, thì chắc chắn cũng sẽ dính phải nhân quả lớn. Cuối cùng lão ta vẫn sợ. So với giới chủ huyền thần giới, lão ta muốn tin tưởng Diệp Huyên hơn, vì theo như lời Diệp Huyên nói, lúc trước bọn họ thật sự từng điều tra về hắn. Mà Diệp Huyên thật sự là một người có học. Giới chủ huyền thần giới nhìn Diệp Huyên giỏi văn giỏi cả võ, lợi hại. Ông ta rất tức giận, nhưng ông ta không thể biểu hiện ra, bây giờ nếu thể hiện ra, thì hai người còn lại chắc chắn cũng sẽ rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía hai cường giả cổ thần cảnh còn lại. Sở dĩ hai người không đi là vì bọn họ có thể xem như tâm phúc của giới chủ huyền thần giới, đã đi theo giới chủ rất nhiều năm, hiểu tính cách của giới chủ, nếu hôm nay bọn họ đi. Với tính cách của giới chủ, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Dù bọn họ là cường giả cổ thần cảnh, nhưng cũng không thể chịu được sự truy sát của một cường giả thượng cổ thần cảnh. Có điều bọn họ cũng không dám giết Diệp Huyên, vì trong tay Diệp Huyên vẫn còn đang cầm bút đại đạo. Vì thế, bọn họ đang do dự. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía một ông lão cổ thần cảnh mặc áo bào đen trong đó có muốn đánh nhau không? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta cầm bút đại đạo, có thể tăng lên thượng cổ thần cảnh trong nháy mắt, nếu ông đồng ý tín ngưỡng bút đại đạo, ta có thể cho ông mượn nó, để ông tăng cấp lên thành thượng cổ thần cảnh. Nghe vậy, sắc mặt giới chủ huyền thần giới lập tức thay đổi. Ông lão áo đen kích động nói, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên rồi, điều kiện tiên quyết là ông đồng ý tín ngưỡng bút đại đạo giống như ta, ông lão áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyên, sao ta tin ngươi được? Diệp Huyên ngẫm nghĩ. Sau đó nói, ta là một người có học. Giới chủ huyền thần giới. Người có học, lúc nghe thấy lời của Diệp Huyên, sắc mặt của giới chủ huyền thần giới lập tức trở nên khó coi. Ông ta phát hiện tên này rất giỏi ăn nói. Người có học, không có kẻ nào tốt cả. Lúc này, ông lão áo đen kia đột nhiên nói, ta tin tưởng cậu. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, bút đại đạo kia chậm rãi bay đến trước mặt lão ta. Nhìn cây bút đại đạo này,
ánh mắt của ông lão áo đen lập tức trở nên nóng bỏng, đây chính là bút đại đạo trong truyền thuyết. Lúc này, giới chủ huyền thần giới đột nhiên cất lời, ông thật sự tin lời của hắn à? Ông lão áo đen nghiêm túc đáp, cậu ta là người có học. Ta tin tưởng người có học, giới chủ huyền thần giới. Ông lão áo đen không nhiều lời nữa, lập tức cầm lấy bút đại đạo, mà vì Diệp Huyên đã trao quyền, cho nên sau khi cầm lấy bút đại đạo, nó cũng không lã ẩm hại đến lão ta. Nhìn thấy cảnh này, giới chủ huyền thần giới ở bên cạnh hít mắt lại, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, bút đại đạo không ngừng rung động, oanh! Khí thế của ông lão áo đen chợt không ngừng dâng trào. Trong nháy mắt, lão ta trực tiếp từ cổ thần cảnh đạt đến thượng cổ thần cảnh. Một khí thế đáng sợ cuộn trào khắp xung quanh. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của giới chủ huyền thần giới lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyên cất lời, ta không lừa ông đúng không? Ông lão áo đen nhìn về phía Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ông đang nghĩ có nên giết ta luôn, sau đó độc chiếm bút đại đạo hay không đúng không? Nếu ông nghĩ thế thì ông sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ông lão áo đen im lặng một lát, sau đó cười nói, Diệp công tử đùa rồi. Diệp Huyên cười khẽ, hắn nhìn về phía giới chủ huyền thần giới bên cạnh, ông không định giải quyết mối uy hiếp này à? Nét mặt giới chủ huyền thần giới rất bình tĩnh. Ông lão áo đen nhìn về phía ông ta, giới chủ, xin lỗi. Nói xong, lão ta bèn muốn ra tay, nhưng lúc này, một khí thế đáng sợ đột nhiên xuất hiện xung quanh, một khắc sau, một ông lão tóc hoa râm xuất hiện trước mặt ông lão áo đen. Thượng cổ thần cảnh, nhìn thấy ông lão tóc bạc này, ông lão híp mắt lại, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, ông là. Giới chủ huyền thần giới lạnh nhạt nói, huynh ấy là nhị sư huynh của ta, không ở huyền thần giới, ngươi chưa từng gặp cũng là chuyện bình thường. Nhị sư huynh, Diệp Huyên nghe mà thấy buồn phiền, có phải tên này còn có một đại sư huynh không? Ông lão tóc bạc nhìn ông lão áo đen, bị người khác thuyết phục mấy câu mà người đã thật sự phản bội rồi. Ngươi nói ta nghe thử, với đầu óc này của ngươi, sao có thể tu luyện được đến cổ thần cảnh vậy? Sắc mặt ông lão áo đen hơi khó coi, lúc này, lão ta bắt đầu thấy hoảng hốt. Dù bây giờ lão ta mượn bút đại đạo đạt tới thượng cổ thần cảnh, nhưng lão ta cũng biết đây là sử dụng bí pháp để nâng cao thực lực, chắc chắn không thể chống lại được thượng cổ thần cảnh chân chính. Giới chủ huyền thần giới đột nhiên nói, Từ Mộc, ta có thể cho ngươi một cơ hội, bây giờ nếu ngươi giết chết Diệp Huyên, thì ta sẽ xem như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra. Sắc mặt ông lão áo đen tên Từ Mộc vô cùng u ám, không biết lão ta đang nghĩ gì, Diệp Huyên cười nói, Từ Mộc tiền bối, bây giờ ông đã không còn đường lui nữa rồi. Nếu lúc trước ông không uy hiếp đến bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ không thật sự giết ông, nhưng bây giờ ông đã uy hiếp đến bọn họ rồi, ông cảm thấy bọn họ sẽ thật sự bỏ qua cho ông sao? Nói xong, hắn khẽ mỉm cười, chuyện đã đến nước này, sao ông không thử liều xem? So với bọn họ, có lẽ ta đáng tin cậy hơn đúng không? Từ Mộc nhìn về phía Diệp Huyên, lúc này dù Diệp Huyên vẫn là một người máu, nhưng nét mặt hắn rất chân thành, không có chút dối trá. Phía xa, giới chủ huyền thần giới cười khẽ, Từ Mộc, bên phía chúng ta có hai cường giả thượng cổ thần cảnh, còn nếu ông lựa chọn hắn. Diệp Huyên ngắt lời ông ta, vì sao ông lại cảm thấy phía sau ta không có ai? Nghe vậy, giới chủ huyền thần giới sửng sốt, Từ Mộc cũng ngây người. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không thể không nói nụ cười này của hắn trông khá là kỳ lạ, dù sao bây giờ hắn đang kích hoạt trạng thái huyết mạch, cả người đầy máu, vì thế, nụ cười của hắn trông khá là quỷ dị. Diệp Huyên nói, giới chủ, ông cảm thấy sau lưng ta không có cường giả thượng cổ thần cảnh à? Giới chủ huyền thần giới nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên nhìn về phía Từ Mộc, cười nói, nửa canh giờ sau, người của ta sẽ đến đây. Từ Mộc trầm giọng hỏi, bao nhiêu người? Diệp Huyên cười đáp, năm cường giả thượng cổ thần cảnh. Năm cường giả thượng cổ thần cảnh. Nghe thấy câu này, Từ Mộc thoáng sửng sốt. Năm cường giả. Còn giới chủ huyền thần giới thì châm chọc, năm cường giả thượng cổ thần cảnh. Ngươi đang đùa à? Diệp Huyên lạnh lùng nói, bút đại đạo cũng có thể đi theo ta, còn có chuyện gì là không có khả năng chứ? Giới chủ huyền thần giới nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta không tin. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, hắn nhìn về phía Từ Mộc tiền bối, ông chỉ cần giúp ta ngăn cản ông lão tóc bạc này là được, còn giới chủ huyền thần giới, ta sẽ tự đối phó. Ông lão tóc bạc kia nhìn thoáng qua Diệp Huyên. Sau đó lại nhìn về phía Từ Mộc, ngươi. Từ Mộc ngắt lời ông ta, không cần nói gì cả, ta theo Diệp Thiếu. Cuối cùng lão ta vẫn quyết định đi theo Diệp Huyên nói đúng,
nếu giới chủ huyền thần giới giết chết Diệp Huyên, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cho lão ta, dù sao hành động của lão ta khi nãy đã tương đương với phản bội rồi. Nếu là lão ta cũng sẽ không tha cho một người từng phản bội mình. Hơn nữa, sau khi cầm lấy bút đại đạo, lão ta phát hiện mình đã đánh giá thấp nó một cách nghiêm trọng rồi. Thiếu niên này có thể được bút đại đạo đi theo, chắc chắn không phải người bình thường. Vì thế, lão ta quyết định đánh cược một lần. Hơn nữa, chẳng phải Diệp Huyên đã nói rồi sao? Có năm cường giả thượng cổ thần cảnh đang chạy đến đây. Năm vị đó, nghe thấy lời của Từ Mộc, ông lão tóc bạc kia híp mắt lại, ông ta đột nhiên biến mất khỏi vị trí ban đầu, sau đó xông thẳng về phía Diệp Huyên. Rõ ràng là ông ta muốn giết chết Diệp Huyên trước. Mà lúc này, Từ Mộc kia đột nhiên quát lên một tiếng, sau đó xông về phía ông lão tóc bạc, Diệp Huyên nhìn hai người, sau đó nhìn về phía cường giả cổ thần cảnh cuối cùng ở bên cạnh giới chủ huyền thần giới, ông vẫn không chịu đi à? Đợi lát nữa thương tích của chúng ta lành rồi, ông có muốn đi cũng không đi được nữa đâu. Nghe vậy, cường giả cổ thần cảnh cuối cùng kia không hề nhiều lời, xoay người biến mất ở cuối chân trời, giới chủ huyền thần giới nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không thể không nói, người đúng là lợi hại. Dựa vào cái lưỡi không xương khiến năm cường giả cổ thần cảnh bên cạnh ta đều bỏ đi, còn khiến một người nghe theo lệnh ngươi. Đúng là lợi hại, Diệp Huyên không quan tâm đến giới chủ huyền thần giới, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Chữa thương, bây giờ hắn phải nhanh chóng chữa thương, vì hắn phát hiện Từ Mộc kia không đánh lại ông lão tóc bạc, thực lực của Từ Mộc này khá yếu, hơn nữa dù ông ta có thể dùng bút đại đạo để nâng cao cảnh giới, nhưng lại không thể điều động bút đại đạo để chống lại đối thủ. Đương nhiên hắn là muốn giữ lại một chút để đề phòng đối phương. Hắn cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Thấy Diệp Huyên chữa thương, giới chủ huyền thần giới kia cũng bắt đầu chữa thương, thân thể của ông ta dần hồi phục lại. Nhưng Diệp Huyên lại hồi phục nhanh hơn. Diệp Huyên có huyết mạch bất tử, còn có đan dược trước đây Dương Niệm Tuyết để lại, vì thế ở phương diện chữa thương, không có ai đấu lại hắn. Thấy thương tích của Diệp Huyên hồi phục nhanh như thế, sắc mặt giới chủ huyền thần giới lập tức trở nên khó coi, ông ta biết không bao lâu nữa, Diệp Huyên sẽ hoàn toàn hồi phục, khi đó, tình thế sẽ vô cùng bất lợi với ông ta. Hơn nữa ông ta phát hiện, khí thế của Diệp Huyên cũng ngày càng mạnh hơn. Huyết mạch chi lực này còn đang không ngừng nâng cao thực lực của Diệp Huyên. Giới chủ huyền thần giới im lặng một lát, sau đó ông ta đột nhiên mở tay phải, một lệnh bài bay lên cao từ trong tay ông ta. Sau đó biến mất ở sâu trong tinh không vô tận. Diệp Huyên phía xa mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía giới chủ huyền thần giới, khẽ nhíu mày, ông còn gọi người. Giới chủ huyền thần giới hỏi ngược lại, không được à? Diệp Huyên nói với giọng điệu nặng nề, ông có quá đáng quá không vậy? Giới chủ huyền thần giới châm chọc, quá đáng. Thời buổi bây giờ, ai còn đấu tay đôi với ngươi nữa? Diệp Huyên im lặng, rõ ràng là hạng không có võ đức. Giới chủ huyền thần giới nhìn chằm chằm Diệp Huyên, dù sau lưng ngươi có ai, thì hôm nay ngươi cũng phải chết, huyền thiên ta đã nói rồi. Diệp Huyên im lặng, có phải hắn cũng nên gọi người không? Tiếp tục như thế, người tên này gọi ngày càng đông, hắn hoàn toàn không thể chống lại được. Lúc này, giới chủ huyền thần giới đột nhiên cười nói, hình như ngươi sợ rồi. Diệp Huyên nhìn giới chủ huyền thần giới, lại nha lại nhải, nói lắm thế. Giới chủ huyền thần giới đang định đáp lời thì một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mi tâm của ông ta. Giới chủ huyền thần giới híp mắt lại, sau đó đánh ra một quyền. Một tiếng nổ vang lên, kiếm quang của Diệp Huyên thoáng chốc vỡ tan, mà lúc này, hắn lao đến trước mặt huyền thiên, chém xuống một kiếm. Trong mắt huyền thiên lộ vẻ căm phẫn, sau đó đánh một quyền ra. Hai người đồng thời lùi lại khoảng chừng nghìn trượng. Phía xa, Diệp Huyên vừa dừng lại. Khóe miệng của hắn đã có máu tươi chảy xuống, nhưng máu tươi cũng nhanh chóng bị hắn hấp thu. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn nhìn sang bên phải, lúc này, Từ Mộc kia đã sắp không chịu được nữa rồi. Diệp Huyên sa sầm mặt, hắn nhìn về phía giới chủ huyền thần giới, đang định ra tay thì ông ta đột nhiên bật cười, nôn nóng. Ha ha, ngươi nôn nóng rồi. Năm cường giả thượng cổ thần cảnh mà ngươi nói rõ ràng chỉ là để hù dọa ta thôi. Nói xong. Ông ta híp mắt lại, có phải ngươi bị một thế lực nào đó vứt bỏ không? Đánh nhau lâu như thế, người phía sau người vẫn không thấy xuất hiện, ngoài việc ngươi là kẻ bị vứt bỏ thì ta không nghĩ ra lý do nào khác nữa cả. Nét mặt Diệp Huyên vẫn rất bình tĩnh, hắn mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm lặng lẽ ngưng tụ, lúc này, một khí thế đáng sợ xuất hiện sau lưng hắn. Con người Diệp Huyên co lại, hắn
hắn xoay người nâng kiếm lên đỡ. Diệp Huyên lùi lại mấy vạn trượng, vừa dừng lại, thanh huyết kiếm trong tay hắn cũng lập tức vỡ tan, mà linh hồn của hắn cũng trở nên mờ ảo như một luồng khói xanh. Thương tích khi nãy vẫn chưa khỏi, bây giờ lại bị một cường giả hàng đầu đánh lén, đương nhiên là hắn không thể đỡ được. Mà chỗ hắn vừa đứng xuất hiện một ông lão có mái tóc dài, ánh mắt tối tăm, trên người tản ra hơi thở đáng sợ. Lại là một cường giả thượng cổ thần cảnh. Lúc này, Huyền Thiên cười nói, xin giới thiệu, đây là đại sư huynh của ta Khô Vinh. Cũng là một cường giả thượng cổ thần cảnh. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, khi nãy ngươi nói, nửa canh giờ sau người của ngươi sẽ đến, bây giờ đã là nửa canh giờ rồi. Người của ngươi đâu? Diệp Huyên khẽ mỉm cười, hắn lau đi máu tươi trên khóe miệng, ông nói đúng, ta không có ai cả. Phụ thân của con không phải là người à? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Diệp Huyên, một khắc sau, thời không bên cạnh hắn đột nhiên nứt ra, sau đó một người đàn ông mặc trường bào xanh chậm rãi bước ra. Diệp Huyên sửng sốt, Huyền Thiên nhìn kiếm tu mặc áo xanh trước mắt, cất tiếng giễu cợt, một người. Chỉ có một người đến thôi à? Ngươi đang coi thường ai vậy? Thấy người đàn ông áo xanh, Diệp Huyên sửng sốt, hắn không ngờ phụ thân lại đến, nhưng đây không phải bản thể của phụ thân. Đương nhiên dù là thế, hắn vẫn thấy khá bất ngờ. Người đàn ông áo xanh quan sát Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, hình như khá thê thảm đấy. Diệp Huyên hé miệng cười, máu tươi chậm rãi tràn ra, may là vẫn chưa chết. Người đàn ông áo xanh cười khẽ, đừng tức giận nữa. Năm đó phụ thân của con còn thê thảm hơn con bây giờ nhiều. Diệp Huyên lập tức hỏi, cho nên cha mong nhi tử sẽ thê thảm hơn cha, đúng không? Người đàn ông áo xanh im lặng, Diệp Huyên lại nói, đương nhiên con cũng không thể trách cha được, dù sao đây cũng là con tự gây chuyện, việc mình tự gây ra thì mình tự giải quyết, con có thể hiểu mà. Người đàn ông áo xanh lắc đầu cười khẽ, tiểu tử này, ta biết con tức giận, nhưng con cũng phải hiểu cho cha chứ. Ta, Diệp Huyên đột nhiên ngắt lời người đàn ông áo xanh, giữa cha con chúng ta có thể chân thành hơn một chút, bớt văn vẻ hơn một chút không? Nét mặt người đàn ông áo xanh cứng đờ, lời vốn định nói lập tức lại nuốt xuống. Lúc này, đại sư huynh của Huyền Thiên đột nhiên lạnh lùng nói chuyện phiếm xong chưa? Người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn đại sư huynh kia, ông có ý kiến à? Đại sư huynh lạnh lùng nhìn người đàn ông áo xanh, đúng thế. Vụt, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua giữa chân mày đại sư huynh. Oanh, đại sư huynh lập tức bị cố định tại chỗ, không thể động đậy. Tất cả mọi người xung quanh đều lập tức hóa đá. Người đàn ông áo xanh nhìn đại sư huynh đang ngơ ngác, còn có ý kiến không? Đại sư huynh vừa định lên tiếng, một khắc sau, lão ta đã biến mất. Bị giết chết rồi. Người đàn ông áo xanh khẽ nhíu mày, yếu vậy. Ta còn chưa sử dụng nửa phần lực, mà ông đã chết rồi. Chỉ đến thế thôi ư. Diệp Huyên, Huyền Thiên ở bên cạnh hoảng sợ nhìn người đàn ông áo xanh, run rẩy nói, ngươi. Ngươi là ai? Người đàn ông áo xanh chỉ vào Diệp Huyên, cười hỏi ngược lại, ông không nhìn ra à? Ta là cha của hắn. Diệp Huyên cạn lời, nét mặt Huyền Thiên tái mét, người không ngừng run rẩy. Giết chết trong nháy mắt, giết chết một cường giả thượng cổ thần cảnh trong nháy mắt. Thật không thể tin được. Tình cảnh này đã thay đổi nhận thức của Huyền Thiên, vì ông ta cho rằng đây hoàn toàn là chuyện không thể nào, nhưng sự thật chính là điên cuồng như thế. Mà bên kia, Từ Mộc và nhị sư huynh của Huyền Thiên cũng dừng lại, lúc này, hai người đều đang rất kinh ngạc. Giết chết cường giả thượng cổ thần cảnh trong nháy mắt, thật sự không bình thường chút nào. Đương nhiên sau nỗi sợ hãi, Từ Mộc lại cảm thấy mừng như điệt, lúc đầu lão ta còn hơi hoảng hốt, đặc biệt là khi thấy đại sư huynh của Huyền Thiên đến, khiến lão ta sợ chết khiếp. Lão ta cũng sắp tuyệt vọng rồi, nhưng lão ta không ngờ rằng phụ thân của Diệp Huyên lại đến. Hơn nữa còn đáng sợ như thế. Đây đúng là thời thế thay đổi. Từ Mộc đột nhiên không nhịn được cười to, cười vô cùng điên cuồng. Lúc này, người đàn ông áo xanh nhìn về phía Từ Mộc, ánh nhìn này khiến Từ Mộc hồn bay phách lạc, vội vàng nói, Diệp thiếu. Diệp Huyên lập tức nói, ông ta cùng một phe với con. Nghe vậy, người đàn ông áo xanh thoáng sửng sốt, sau đó cười ngượng ngùng, xin lỗi, trông ông không giống người tốt, ta suýt giết chết ông rồi. Từ Mộc, người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, tỏ vẻ bất đắc dĩ, con xem. Phân thân này của ta cách vô số tinh vực đến đây chỉ để giết mấy con kiến. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, vậy cha có nghĩ đến việc, bọn họ có phải là một con kiến với con không hay chưa?
Người đàn ông áo xanh im lặng, y đúng là chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Diệp Huyên lại nói, có lẽ là cha chưa từng nghĩ đến. Trước kia Tiểu Tháp nói với con, cha từng rất cực đoan, dễ kích động, còn rất gia trưởng nữa. Nói xong, hắn lắc đầu, đúng là Tiểu Tháp nói không sai. Tiểu Tháp, người đàn ông áo xanh hơi nhíu mày, nó nói thế à? Tiểu Tháp, Diệp Huyên lắc đầu thở dài, không nói thêm gì nữa, nét mặt hơi ủ rũ, cũng có vẻ buồn bã. Người đàn ông áo xanh hơi do dự, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Lúc này, nhị sư huynh của Huyền Thiên đột nhiên run rẩy nói, các người. Người đàn ông áo xanh đột nhiên xoay người vung một kiếm. Am, nhị sư huynh lập tức tan biến, hoàn toàn bị tiêu diệt. Huyền Thiên, lúc này sắc mặt Từ Mộc cũng cứng đờ, lão ta không ngừng run rẩy, sao trông phụ thân của Diệp Thiếu này không giống người tốt chút nào vậy? Nét mắt người đàn ông áo xanh không chút cảm xúc, cha con chúng ta nói chuyện, người chen miệng vào làm gì? Nhị sư huynh đã chết, người đàn ông áo xanh nhìn về phía Diệp Huyên, y khẽ thở dài, cha thật sự hơi mắc nợ con, cha thừa nhận, nhưng con nói xem, thiên mệnh cưng chiều con như thế, mẫu thân con cũng cưng chiều con như vậy, nếu ta cũng cưng chiều con cảm thấy đây thật sự là một chuyện tốt với con sao? Diệp Huyên im lặng, người đàn ông áo xanh nói tiếp. Không phải ta không quan tâm đến con, mà là ta thật sự không muốn con hoàn toàn trở thành một tên công tử bột. Bây giờ con đã có kiếm đạo của riêng mình, hơn nữa còn có một mục tiêu kiếm đạo hoàn toàn mới, đây là một chuyện tốt. Có thể nói, bây giờ kiếm đạo của con đã thật sự đi vào quỹ đạo rồi. Nói xong, y đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó tiếp tục, thế tục hồng trần này chính là một tảng đá mài kiếm, có thể rèn luyện cho con. Kể cả lần này, dù con bị đánh rất thê thảm, nhưng ta tin sau trận chuyện này, con cũng có thu hoạch không nhỏ, đúng không? Cha không có nói sai nhỉ? Diệp Huyên gật đầu, phải. Người đàn ông áo xanh nói tiếp, không trải qua khổ nạn, sao có thể thành đạo? Những lời này vẫn khá là có lý, vì rất nhiều lúc, vất vả và khó khăn là thứ có thể rèn luyện lòng người nhất, nhân tâm như kiếm tâm, trái tim con càng vững chắc, kiếm của con sẽ càng sắc bén. Ta để con chịu khổ không phải vì ta từng bị nuôi thả. Sau đó tâm lý vặn vẹo mà nuôi thả con, mà mục đích cuối cùng của cha là hy vọng con có thể thành tài. Con có hiểu được nỗi khổ tâm của cha không? Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh, có phải cha muốn thao túng tâm lý con không? Người đàn ông áo xanh nghiêm túc hỏi, vậy con cảm thấy ta nói có lý không? Diệp Huyên gật đầu, con thừa nhận là cha nói có lý. Người đàn ông áo xanh cười rất vui vẻ, ăn học tử tế rồi đúng là có khác. Biết lý lẽ, rất tốt. Diệp Huyên đột nhiên nói, vậy cha cảm thấy cha có làm tròn trách nhiệm của một người cha không? Nét mặt người đàn ông áo xanh cứng đờ, không ngờ tiểu tử này lại không bị thao túng tâm lý. Diệp Huyên nói tiếp cha, con không nói cha nuôi thả con là sai, chuyện khiến con tức giận là một phụ thân như cha lại không có cảm giác tồn tại trong lòng con, cha cảm thấy đây là lỗi của cha hay là lỗi của con? Cha nói xem. Người đàn ông áo xanh im lặng. Diệp Huyên lại nói, để một người 18 năm không có phụ thân, cha cảm thấy đây là bình thường à? Người đàn ông áo xanh im lặng. Diệp Huyên nói tiếp, kẻ thù của con từ trước đến giờ luôn không bình thường, đủ các thể loại, cha có biết không? Không, cha không biết, cha chỉ biết là con không đánh lại, nhưng cha chưa từng quan tâm vì sao con không thể thắng họ. Hơn nữa, cha vẫn luôn thích áp đặt quan niệm của cha vào con. Giống như các học sinh trong thế tục kia, từ lúc bọn họ còn nhỏ, cha mẹ của bọn họ đã không ngừng yêu cầu bọn họ trở thành kiểu người mà cha mẹ muốn. Nói đến đây, hắn lắc đầu, cha nuôi thả con là vì cha muốn con trở thành một người lợi hại giống cha, như thế đúng là không sai, nhưng sau đó cha lại không ngừng áp đặt suy nghĩ của mình vào con, sau đó yêu cầu con trở thành một người giống cha, nhưng cha có nghĩ đến việc là con không phải cha hay không? Trên đời này chỉ có một kiếm chủ áo xanh. Sẽ không có người thứ hai nữa. Người đàn ông áo xanh khẽ thở dài. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó thì người đàn ông áo xanh đột nhiên mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay y, sau đó, y đặt nhẫn chứa đồ vào tay Diệp Huyên, cha hiểu rồi, đừng nói nữa. Diệp Huyên nhìn nhẫn chứa đồ, bên trong có tận 100 triệu trụ mạch. Một khoản tiền cách xù. Diệp Huyên nheo mắt, tim đập nhanh. Người đàn ông áo xanh lại lấy ra một quyển cổ tịch đặt vào tay Diệp Huyên, quyển này lợi hại hơn nhất kiếm trảm hư của con gấp 10 lần, là cha và đại ca đặc biệt tạo ra vì con. Con cầm lấy.
Diệp Huyên chớp mắt, vội vàng nhận lấy quyển cổ tịch kia. Người đàn ông áo xanh khẽ thở dài, cha thật sự nợ con nhiều, con có thể tha thứ cho cha không? Nói xong, y lại lấy một cái hộp màu đen ra, nhưng y không đưa nó cho Diệp Huyên. Diệp Huyên lập tức nói, cha nói cái gì thế? Giữa cha con chúng ta có gì mà tha thứ với không tha thứ chứ? Sau này cha đừng nói những lời tổn hại đến tình cảm như thế nữa, con không thích nghe. Người đàn ông áo xanh chớp mắt, thật sự không giận ư. Diệp Huyên nhìn cái hộp màu đen đó, sau đó nghiêm túc nói, không giận, chưa từng tức giận. Người đàn ông áo xanh khẽ thở dài, khi nãy con nói khi con còn bé, cha chưa từng ở bên cạnh con, hầy, nói ra thật xấu hổ, cha thấy hổ thẹn quá. Diệp Huyên vội nói, bây giờ bù đắp vẫn còn kịp mà. Người đàn ông áo xanh ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, phải bù đắp thế nào đây? Diệp Huyên lập tức nói, bù đắp bằng vật chất. Người đàn ông áo xanh. Từ Mộc ở bên cạnh nhìn mà trợn mắt há một, hai cha con này thật sự là cha con à. Còn sắc mặt của Huyền Thiên thì lại vô cùng khó coi, đương nhiên ông ta muốn bỏ chạy, nhưng ông ta không dám. Ông ta biết chỉ cần nhúc nhích một cái, ông ta sẽ chết chắc. Người đàn ông áo xanh kia thật sự quá đáng sợ. Người đàn ông áo xanh đột nhiên đưa cái hộp trong tay cho Diệp Huyên, cái này cho con. Diệp Huyên chớp mắt, đây là gì? Người đàn ông cười to, một bảo bối, cực kỳ thích hợp với con, đương nhiên cũng phù hợp với con sau này. Diệp Huyên gật đầu, cảm thấy mong đợi, dù sao lần này phụ thân cũng cực kỳ hào phóng. Diệp Huyên đang định mở hộp, nhưng nghĩ đến điều gì, hắn lại nhìn người đàn ông áo xanh, cha, sau này rảnh rỗi thì cha nhớ đến đây thăm con, sau đó mang ít đồ đến, như vậy có thể giúp bồi dưỡng tình cảm giữa cha con chúng ta. Người đàn ông áo xanh lập tức đen mặt. Nhìn vẻ mặt đang vô cùng phấn khích của Diệp Huyên, người đàn ông áo xanh chỉ biết lắc đầu cười. Lúc này y chợt nhận ra, chàng trai trước mắt này vẫn chỉ là một đứa trẻ, tất nhiên. Trong lòng y lại càng thấy hổ thẹn và xấu hổ hơn. Lúc trước y thật sự đã quên mất Diệp Huyên. Nuôi thả không có gì là sai, nhưng không thể hoàn toàn bỏ mặc. Cha con thì phải có sự nương tựa lẫn nhau, nếu cứ nuôi thả hoàn toàn thì chẳng khác nào ép đứa nhỏ này phải đi theo con đường mà y từng tự mình đi qua, cảm giác không có phụ thân kia, y hiểu rất rõ. Như nghĩ đến điều gì đó, người đàn ông áo xanh quay đầu nhìn Huyền Thiên ở một bên. Sắc mặt Huyền Thiên tái nhợt, lúc này đây ông ta đã không có suy nghĩ phản kháng gì nữa. Sao mà phản kháng được? Người đàn ông áo xanh trước mắt này giết cổ thần cảnh như giết gà, sao ông ta có thể phản kháng? Huyền Thiên do dự một lúc rồi nói, ta đầu hàng được không? Rốt cuộc ông ta vẫn chọn cách chịu thua. Chống lại chỉ có nước chết. Bây giờ ông ta vẫn chưa muốn chết, nếu còn đầu hàng được thì tức là vẫn còn hy vọng được sống. Người đàn ông áo xanh khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, cười bảo con quyết định đi. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi đáp, Huyền Thiên, ông muốn sống à? Lúc này Huyền Thiên thi lễ vô cùng cung kính, kính xin Diệp thiếu tha cho tại hạ một mạng. Tôn nghiêm. Cốt khí. Sống thì mới có mấy thứ đó được. Diệp Huyên suy nghĩ một chút rồi bảo, tha cho ông một mạng thì ta được lợi gì? Huyền Thiên ngây cả người, một khắc sau, ông ta vội nói, Diệp thiếu chờ một chút. Nói rồi, ông ta lấy một lá bùa truyền âm ra bóp nát, không bao lâu sau, một ông lão cổ thần cảnh xuất hiện, lão vội vàng lấy một chiếc nhẫn chứa đổ ra đưa cho Huyền Thiên. Huyền Thiên nhận chiếc nhẫn kia, sau đó lại tự lấy một chiếc nhẫn chứa đổ khác trong người ra, rồi cung kính dâng cả hai lên trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên liếc nhìn nhẫn chứa đồ kia, trong nhẫn có đến 80 triệu trụ mạch. Ngoài ra còn có một vài thần vật khác. Huyền Thiên cung kính nói, Diệp thiếu, tất cả của cải của huyền thần giới đều ở đây. Diệp Huyên nhận lấy hai chiếc nhẫn rồi khẽ mỉm cười, tốt. Huyền Thiên do dự một lúc rồi nói, Diệp thiếu thật sự sẽ không giết ta. Diệp Huyên gật đầu, không giết. Huyền Thiên không rõ tại sao. Diệp Huyên hỏi ngược lại, ông hy vọng ta giết ông lắm à? Huyền Thiên vội vàng nói, tất nhiên là không rồi. Nói rồi, y vội vàng cúi gập người, đa tạ Diệp thiếu đã tha chết. Diệp Huyên liếc mắt nhìn Huyền Thiên, cười cười,
hắn không giết Huyền Thiên này tất nhiên là có lý do cả, giữ lại tên này, tương lai sẽ có cơ hội ra vẻ. Trả thù hả? Hắn chẳng sợ tẹo nào, sau khi chứng kiến thực lực kinh khủng của cha mà đối phương còn muốn báo thù, vậy thì hắn chỉ biết dựng một ngón tay cái thân thương cho. Cho dù Thiên Diệp có sống lại cũng chưa chắc sẽ làm ra loại chuyện ngu ngốc đến độ đó. Mà lúc này, như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía người đàn ông áo xanh, cha, chúng ta luận võ đi. Luận võ? Người đàn ông áo xanh hơi giật mình, sau đó cười bảo con chắc chưa? Diệp Huyên gật đầu, hắn vẫn luôn muốn đánh một trận chân chính, tất nhiên hắn càng muốn xem thử thực lực của cha để so sánh xem sự chênh lệch của cả hai lớn đến mức nào. Người đàn ông áo xanh cười nói, được thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, cha hạ cảnh giới xuống đi. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, ta không có cảnh giới. Diệp Huyên. Người đàn ông áo xanh khẽ mỉm cười, mà con yên tâm đi, phân thân này của ta sẽ phong ấn thực lực của bản thân, chỉ ngang tầm con thôi. Diệp Huyên gật đầu, được, vậy con chữa thương đã. Nói rồi, hắn ngồi xếp bằng xuống, lúc đang định chữa thương thì người đàn ông áo xanh đột nhiên mở tay. Một viên đan dược chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên tò mò, đây là gì? Người đàn ông áo xanh cười bảo, cứ ăn đi, hỏi nhiều làm gì? Diệp Huyên do dự một chốc rồi cũng ăn vào. Vừa nuốt xuống, một luồng năng lượng kinh khủng chợt lan tràn ra trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt, linh hồn của Diệp Huyên đã khôi phục với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, chưa mất bao lâu, thần hồn của hắn đã bình phục hoàn toàn. Thân thể cũng đang cấp tốc tái tạo lại. Không tới 10 hơi thở, thần hồn và thân thể của Diệp Huyên đã hoàn toàn khôi phục, trạng thái còn hơn cả lúc mạnh khỏe nhất nữa. Diệp Huyên bối rối. Từ Mộc và Huyền Thiên ở một bên cũng bối rối. Vậy là hồi phục rồi đó hả? Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh, nói với vẻ khó tin, cha, đây là đan dược gì vậy? Người đàn ông áo xanh đáp, cổ thần thánh đan. Diệp Huyên do dự một lúc rồi mới hỏi, cho con thêm mấy viên được không? Con giữ phòng thân. Người đàn ông áo xanh cười ha ha, vốn định từ chối, nhưng lại chợt nghĩ đến điều gì đó, thế lại y lắc đầu cười một lúc, sau đó lấy một bình ngọc trắng ra đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên vội nhận lấy bình ngọc trắng kia, bên trong có 5 viên cổ thần thánh đan. Diệp Huyên nhếch miệng cười tâu, cha quá là trưởng nghĩa. Người đàn ông áo xanh bật cười ha ha. Diệp Huyên xòe tay, một luống kiếm ý đột nhiên ngừng tụ thành kiếm ở trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo xanh, cha, đến đây đi. Người đàn ông áo xanh gật đầu, con xuất thủ trước đi. Diệp Huyên không hề phí lời mà tung một chiêu kiếm ra. Lực lượng cùng kiếm ý nhân gian. Trảm hư. Chiêu kiếm này là toàn bộ thực lực của hắn. Cha không thể so với đám người Huyền Thiên được. Dù đây chỉ là một phân thân đã phong ấn một nửa thực lực. Đối mặt với một chiêu kiếm kinh khủng của Diệp Huyên, người đàn ông áo xanh vẫn là vẻ bình tĩnh như nước, ngay lúc chiêu kiếm của Diệp Huyên lao đến trước mặt y chợt đâm một kiếm ra. Trong nháy mắt, cả người lẫn kiếm của Diệp Huyên bị thổi bay ra ngoài hơn vạn trượng, khi hắn dừng lại, thanh kiếm làm từ kiếm khí của hắn đã bị phá vỡ hoàn toàn. Diệp Huyên sững sờ. Kiếm đạo của mình yếu kém đến vậy sao? Người đàn ông áo xanh cười nói, kiếm đạo của con rất tốt, nhưng con biết thiếu hụt lớn nhất hiện nay của kiếm đạo này là gì không? Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo xanh, xin cha chỉ giáo. Người đàn ông áo xanh gật đầu, kiếm đạo là một loại niềm tin của con là gì? Nhân gian, thế tục hồng trần, vậy nhân gian hồng trần sẽ là gốc rễ ban sơ nhất của con, nhưng con lại ít trải nghiệm. Thất tình lục dục của nhân gian con vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, hơn nữa chỉ hiểu mỗi cái đó thôi cũng chưa đủ, kiếm đạo của con cần bao hàm cả vạn vật trong vũ trụ này, mà muốn làm được vậy thì phải trải qua rất nhiều thời gian. Còn nữa, nói đến đây, y dừng một chút rồi mới tiếp lời, con vẫn còn thiếu sót, đây là khuyết điểm lớn nhất hiện tại của con. Diệp Huyên vội hỏi, là thiếu sót gì? Người đàn ông áo xanh cười nói, kiếm đạo của con là kiếm đạo nhân gian, con cũng cần lực lượng nhân gian bổ trợ, nhưng lực lượng này bây giờ quá yếu, con có biết vì sao không? Diệp Huyên lắc đầu. Người đàn ông áo xanh nói, bởi vì người tín ngưỡng con vẫn còn quá ít.
Diệp Huyên khẽ nhíu mày, tín ngưỡng ấy ạ. Người đàn ông áo xanh gật đầu, đúng, tín ngưỡng của chúng sinh sẽ là lực lượng nhân gian của con. Diệp Huyên cau mày. Người đàn ông áo xanh cười nói, có phải cảm thấy như vậy là vẫn còn đang dựa vào ngoại lực? Hoặc là không thích trở thành kiểu người được người ta tín ngưỡng? Diệp Huyên gật đầu, đều có cả. Người đàn ông áo xanh lắc đầu, vậy suy nghĩ này của con sai rồi. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo xanh, người đàn ông áo xanh nhẹ giọng nói, dự tính ban đầu khi mở thư viện của con là gì? Diệp Huyên trầm giọng đáp, lập tâm vì vũ trụ, lập mệnh vì sinh linh, kế thừa tuyệt học sâu xa, khai mở thái bình vạn thế. Người đàn ông áo xanh gật đầu, nếu thật sự được như lời con nói, thì toàn bộ sinh linh trong vũ trụ vô tận này đều sẽ tín ngưỡng con, tín ngưỡng của bọn họ càng chân thành thì kiếm đạo của con càng mạnh. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chuyện con làm cũng phải xuất phát từ sự chân thành, không có chút gian dối nào. Con có lòng với vạn vật, với thế giới, với vũ trụ này, thì vạn vật vạn linh đương nhiên cũng sẽ giúp con lĩnh ngộ thêm nhiều sức mạnh hơn. Nói rồi, y dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp, kiếm đạo nhân gian này lấy chúng sinh làm chủ, kiếm đạo này khó tu hơn bất kỳ kiếm đạo nào của chúng ta, bởi vì đạo này có dã tâm quá mức lớn lao. Thay đổi thế giới khó hơn hủy diệt thế giới rất nhiều, cho dù là cha và thiên mệnh cũng không thể thay đổi được thế giới này, bởi vì thứ khó đổi nhất chính là lòng người. Mà con muốn thay đổi vũ trụ thì phải thay đổi được tư tưởng của bọn họ, thay đổi lòng người của cả vũ trụ. Con đường của con khó đi hơn chúng ta nhiều. Diệp Huyên nhìn thẳng vào người đàn ông áo xanh, nếu con thành công thì sao? Người đàn ông áo xanh bỗng cầm kiếm gõ nhẹ lên đầu Diệp Huyên, đừng có nghĩ như vậy. Diệp Huyên sửng sốt. Người đàn ông áo xanh hỏi ngược lại, con muốn lập tâm cho vũ trụ, lập mệnh cho sinh linh, kế thừa tuyệt học sâu xa, khai mở thái bình vạn thế. Con có suy nghĩ này là vì chúng sinh của vũ trụ, hay là muốn mượn chúng sinh này để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn? Diệp Huyên sửng sốt. Người đàn ông áo xanh cười nói, kiếm tu chúng ta đều phải tu tâm, vì sao? Bởi vì lòng người dễ đổi, vậy nên chúng ta phải không ngừng tu luyện lòng mình, rồi sau đó mới đi hàng phục lòng người. Ước nguyện ban đầu của kiếm đạo của con là thay đổi vũ trụ vô tận này, vậy cứ làm đi. Nhưng nếu con mang theo lòng ích kỷ vào chuyện này, cũng không phải là không thể, nhưng bản chất của nó sẽ thay đổi, bởi vì ở một góc độ nào đó, con đã và đang lợi dụng vạn vật vạn linh của vũ trụ vô tận này. Khi ấy, con sẽ bị chênh vênh không lối thoát. Hơn nữa, nếu mang theo tâm thái đó, sau này một khi vạn vật vạn linh của vũ trụ này xảy ra xung đột với con, thì con sẽ không chút do dự mà hy sinh toàn thể vũ trụ này để giành lấy chiến thắng. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, con hiểu rồi. Người đàn ông áo xanh cười bảo, sơ tâm không đổi, kiếm tu chúng ta luôn truyền miệng câu nói này, nhưng muốn làm được nó thì thật sự rất khó. Nói rồi, y vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên, bây giờ con cũng đã rất tốt rồi. Trên người không còn lệ khí cũng sự nông nổi nữa, làm việc gì cũng biết là cần phải từ từ tiến bước, so với trước đây là đã tốt hơn rất nhiều rồi. Bây giờ con chỉ cần chăm chỉ rèn luyện nhiều hơn. Để có nhiều kinh nghiệm, sau đấy tự đúc kết lại cho bản thân, thay đổi bản thân, rồi sau đó thay đổi vũ trụ. Diệp Huyên trầm mặc một lát rồi gật đầu, con hiểu rồi. Người đàn ông áo xanh cười nói, hiểu là tốt. Diệp Huyên nhìn về phía người đàn ông áo xanh, khẽ nói cha, con biết là muốn thay đổi vũ trụ là vô cùng khó khăn, nhưng con sẽ dốc sức làm, rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày như lời con nói, vũ trụ này sẽ thay đổi. Người đàn ông áo xanh gật đầu, y nhẹ nhàng xoa đầu Diệp Huyên rồi cười nói, cứ việc làm đi, đừng nghĩ nhiều quá, cha con vĩnh viễn đứng ở sau lưng con. Huyền Thiên. Chỗ dựa. Lời này của người đàn ông áo xanh khiến Diệp Huyên thoáng ngẩn ra trước khi nhoẻn cười nói, cảm ơn cha. Người đàn ông áo xanh bật cười, cha con với nhau, ơn nghĩa cái gì? Đoạn y nhìn khắp bốn phía, nói ta phải đi rồi. Diệp Huyên tò mò hỏi, cha và đại ca bây giờ đang ở đâu? Người đàn ông áo xanh suy nghĩ một hồi rồi đáp, ở một nơi rất xa mà con không thể đến được với thực lực hiện nay. Nhưng ta tin không qua bao lâu nữa, con sẽ có thể. Y vươn tay, gọi một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện. Hình dạng của nó có phần kỳ lạ, trông như một thanh kiếm đỏ rực màu máu. Y đưa nó cho Diệp Huyên, cho con này. Diệp Huyên nhận lấy. Tò mò hỏi, đây là gì ạ?
Người đàn ông áo xanh cười, một tín vật có thể dùng về sau. Phân thân của y mờ dần theo câu nói. Diệp Huyên hỏi, cha phải đi ngay sao? Người đàn ông áo xanh gật đầu, rồi như nghĩ đến gì đó mà gọi thanh kiếm trước kia tặng cho hắn ra, cười nói, xem ra con còn chưa phát hiện điều đặc biệt của thanh kiếm này. À không, đúng hơn là con bây giờ căn bản không cần dùng đến ngoại vật nữa, cơ mà cũng không nhất thiết mặc kệ. Y chập hai ngón tay lại, búng nhẹ vào thân kiếm. Choeng! Kiếm chấn động kịch liệt trước khi một luồng kiếm quang kinh khủng nổ ra. Người đàn ông áo xanh nói với Diệp Huyên, máu. Diệp Huyên ngẩn ra, sau đó cong ngón tay, để một giọt máu tươi bay về phía kiếm. Hai thứ vừa tiếp xúc với nhau, thanh kiếm như sống dậy mà ngân lên tiếng kiếm minh kinh khủng trước khi trở thành một thanh huyết kiếm. Diệp Huyên kinh ngạc, đây là... Người đàn ông áo xanh cười, táng kiếm. Nó từng tàn sát vô vàn sinh linh trước khi bị ta phong ấn lại. Ta vốn tưởng con sẽ có thể kích hoạt nó. Không ngờ con dạo này lại vùi đầu vào học tập, tâm tính thay đổi, nó cũng không có cảm xúc gì với con. Y lắc đầu cười. Diệp Huyên nhìn thanh kiếm trong tay cha, cũng lắc đầu cười. Không ngờ một thứ thoạt nhìn tầm thường đến vậy lại từng sát hại vô số sinh linh. Người đàn ông áo xanh đưa nó cho hắn, ta vẫn phong ấn một phần năng lực của nó, sau này có muốn giải trừ hay không đều dựa vào con. Trước đây ta sợ con không kiểm soát được nó nên mới không giải trừ. Nhưng tâm tính con hiện nay đã tiến bộ rất nhiều, có lẽ sẽ không gặp khó khăn gì với nó. Diệp Huyên chớp mắt, nó mạnh không cha? Người đàn ông áo xanh cười, dùng nó sau khi khởi động huyết mạch chi lực, con sẽ bất ngờ đấy. Diệp Huyên, được. Hắn đưa tay nhận lấy táng kiếm. Vừa tiếp xúc đến nó, thân thể Diệp Huyên bỗng run lên, một vùng biển máu vô tận xuất hiện trong đầu, đi kèm là hàng loạt sát ý và lệ khí khủng khiếp tràn vào óc. Diệp Huyên nhíu mày, một khắc sau, hắn mở bừng mắt ra, trong đôi mắt là biển máu. Người đàn ông áo xanh im lặng quan sát. Dần ra, biển máu rút đi, để Diệp Huyên khôi phục lại như bình thường. Hắn đã khống chế được lệ khí và sát ý. Người đàn ông áo xanh cười, khá lắm. Diệp Huyên nói với y, cha nhớ bảo trọng. Y cười, cố gắng lên tiểu tử, lần này gặp mặt, con đã tiến bộ nhiều rồi. Ha ha! Sau đó biến mất trong tiếng cười lớn. Thấy người đàn ông áo xanh đi rồi, sắc mặt Huyền Thiên mới thư giãn được một chút. Áp lực mà đối phương mang đến quá khủng khiếp. Y vừa đi, tựa như có mấy trăm nghìn ngọn núi được nhấc lên khỏi người vậy. Từ Mộc chậm rãi đi đến, cung kính đưa vật đang cầm cho hắn, xin Diệp Thiếu lấy về. Diệp Huyên cầm lấy bút đại đạo, hỏi có cảm ngộ được gì không? Từ Mộc gật đầu, tương đối sâu sắc, không bao lâu nữa sẽ đạt đến thượng cổ thần cảnh, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tiền. Diệp Huyên chớp mắt, cần bao nhiêu? Từ Mộc trần trừ, ít nhất 50 triệu trụ mạch, có thể nhiều hơn. 50 triệu trụ mạch. Mặt Từ Mộc méo xẹo đầy khổ sở, chi phí thăng cấp từ cổ thần cảnh đến thượng cổ thần cảnh quả thật quả khủng khiếp. Đến nỗi cường giả như lão ta cũng không biết phải làm sao. Chẳng lẽ lại đi cướp? Có cướp thì cũng phải chọn những thế lực lớn, có điều bọn họ căn bản đều có cường giả cổ thần cảnh, đi cướp của họ chẳng khác gì đánh cược bằng tính mạng mình. Nhưng nếu không đi cướp, chỉ tự mình tích cóp, thì biết phải mất bao lâu? Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì cường giả cổ thần cảnh hiện nay vô cùng ít ỏi, ngoại trừ tiền bạc ra còn phải có cơ duyên. Lão ta hiện đã có cơ duyên, chỉ thiếu tiền. Diệp Huyên bỗng đẩy một chiếc nhẫn chứa đồ sang cho lão. Bên trong vừa khéo có 50 triệu trụ mạch. Từ Mộc sửng sốt, Diệp Thiếu, đây là... Diệp Huyên cười, ta cũng không khách khí với các hạ, hiện ta đang xây dựng một thư viện, rất cần nhân thủ. Ta muốn mời các hạ đến làm trưởng lão cung phụng trong thư viện quan huyên, không cần quan tâm đến nội vụ, chỉ cần bảo vệ nó là được, các hạ có bằng lòng không? Từ Mộc hành lễ thật sâu, bằng lòng, thuộc hạ bằng lòng. Đương nhiên là bằng lòng rồi. Nếu có thể ôm chân Diệp Huyên thì thăng tiến đột phá nhanh chóng chỉ là chuyện trong tầm tay. À không, ngay bây giờ là ta đã đột phá rồi. Diệp Huyên cười, ông tu luyện trước đi, chừng nào đột phá xong thì đến tìm ta. Từ Mộc lại hành lễ, nhất định. Sau đó lão lui xuống. Diệp Huyên im lặng. Trước đó có 100 triệu cha cho, thêm 80 triệu từ Huyền Thiên,
cộng vào số vốn tầm mấy chục triệu, hắn có khoảng 200 triệu trụ mạch trong tay. Vậy mà nhoáng cái đã xài hết 50 triệu. Bảo không sót là nói dối. Nhưng để đổi lấy một cường giả thượng cổ thần cảnh thì vẫn là đáng giá. Bởi bọn họ hiện nay quá ít ỏi, nếu có một người như vậy trấn giữ thư viện thì hắn cũng an tâm hơn. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên bỗng quay sang nhìn Huyền Thiên. Ông ta khẽ biến sắc, vội thi lễ, Diệp thiếu có gì phân phó. Diệp Huyên cười, không có gì cả, ông đi đi. Huyền Thiên ngẩn ra, sau đó thi lễ rồi biến mất. Diệp Huyên nhìn theo, không biết đang nghĩ gì. Một hồi sau cũng rời đi. Người bên ngoài không biết chuyện vừa xảy ra ở vùng tinh không này, vì vậy ai nấy đều đang giáo giết truy tìm hắn. Huyền Thiên thần giới. Sau khi trở lại, Huyền Thiên lập tức nhốt mình trong phòng. Rơi vào sợ hãi. Đến bây giờ ông ta vẫn còn thấy khiếp sợ. Người đàn ông áo xanh không tốn chút sức lực nào đã giết hai thượng cổ thần cảnh, hơn nữa lại chỉ là phân thân, thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Giờ phút này, ông ta mới nhận thức rõ bản thân mình. Thượng cổ thần cảnh mạnh lắm ư. Trước đây ông ta cho rằng rất mạnh, vô cùng mạnh, đủ để đứng trên đỉnh chóp thế gian. Nhưng giờ đây lại cảm thấy chẳng là cái thá gì. Dám chó cũng không bằng. Đúng lúc này, một lão già xuất hiện ngoài cửa, hưng phấn nói, giới chủ, chúng ta đã dò la được tin tức của Diệp Huyên. Hắn đã trở lại thần cổ tộc, người của chúng ta đã đến đó giết hắn. Á! Cả tòa đại điện sụp đổ, lão già bị đánh bay đi ngàn trượng. Huyền Thiên bước ra ngoài, gằn giọng nói với lão kia, gọi chúng về ngay lập tức. Mẹ kiếp! Lão già sửng sốt. Huyền Thiên gầm lên, chúng đi từ hướng nào? Nói, bằng không ta bóp chết ngươi. Lão già cuống quyết chỉ về bên phải. Huyền Thiên biến mất, sau đó chân trời nứt ra, để một âm thanh truyền đến, truyền lệnh xuống, phàm là người huyền thần giới, không được phép gây chuyện với Diệp thiếu. Kẻ nào trái lệnh, ta tru thập tộc. Lão già. Chấm chấm chấm. Khi thấy Diệp Huyên trở lại thần cổ tộc, Cổ Hàn ngạc nhiên vô cùng. Diệp Huyên cười, cô không cho rằng ta sẽ còn sống mà về đúng không? Cổ Hàn gật đầu, phải. Diệp Huyên, lần này ta đến để từ biệt, ta phải về thư viện Quan Huyên rồi. Cổ Hàn, được. Nàng hiện giờ đã không dám để Diệp Huyên đại diện thần cổ tộc đi tỉ thí với đế hoang thần tộc nữa. Lấy thực lực của hắn hiện nay thôi, chứ khoan hãy nói đến người sau lưng, ngay cả tiên cổ thần tộc cũng không thể chống lại. Diệp Huyên bỗng vươn tay đẩy bút đại đạo về phía Cổ Hàn, cầm lấy đi. Cổ Hàn ngẩn ra rồi làm theo. Một khắc sau, nàng ta được bút đại đạo giúp đột phá đến cổ thần cảnh. Đồng tử Cổ Hàn rụt lại tràn ngập khó tin. Diệp Huyên, cảm ngộ cho kỹ. Cổ Hàn nhắm mắt lại. Nửa giờ sau, nàng ta mở mắt. Diệp Huyên thu bút đại đạo về, mỉm cười nói, cảm tạ ân cứu giúp ngày đó của tộc trưởng, hôm nay xem như trả lại đầy đủ. Sau này gặp lại. Hắn xoay người rời đi. Cổ Hàn chợt hỏi, nó cũng có thể giúp đột phá thượng cổ thần cảnh đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Sau đó biến mất ở cuối vũ trụ. Cổ Hàn sửng sốt. Nàng ta rất muốn thể nghiệm thượng cổ thần cảnh là như thế nào, bởi nàng biết đây là cơ hội đổi đời. Tiếc rằng không thể mở miệng. Diệp Huyên nói đúng, nàng ta giúp hắn một lần, hắn giúp lại một lần. Hai bên hòa nhau. Nàng ta bỗng dưng cảm thấy hối hận. Nếu khi đó mình không đi. Một hồi lâu sau, Cổ Hàn thở dài, xoay người rời đi. Trong một góc nọ, một cô bé tầm thường nhìn kiếm quang biến mất ở nơi xa, ánh mắt chuyển từ ngơ ngẩn sang kiên định, thì thầm, thư viện Quan Huyên. Chấm chấm chấm. Đế hoang thần tộc. Một lão già vội vã bước vào điện, phấn khích nói, tộc trưởng. Đã tìm được tung tích Diệp Huyên, hắn vừa mới rời khỏi thần cổ tộc. Đế Huyên im lặng một hồi mới nói, lập tức báo cho huyền thần giới. Ông ta nhắm mắt lại, đừng trách ta, Diệp tiểu hữu. Diệp Huyên không về thẳng thư viện Quan Huyên ở chư thần giới mà đi đến tiên bảo các ở tiên cổ giới. Lúc Diệp Huyên đến tiên bảo các, hội trưởng phân hội tiên bảo các Từ Thiên vội vã ra đón, ông ta thi lễ một cái rất cung kính, Diệp thiếu. Người khác không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta biết,
huyền thần giới đã mất đi hai vị thượng cổ thần cảnh. Mà Diệp Huyên còn sống. Dùng đầu ngón chân cũng biết là chuyện gì đã xảy ra. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, tìm cho ta một chỗ tu luyện, ta muốn bế quan một lúc. Từ Thiên vội vàng nói, mời Diệp Thiếu đi theo ta. Nói xong, ông ta dẫn Diệp Huyên đến một tinh không vô danh. Từ Thiên đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói, Diệp Thiếu, đây là nơi tu luyện tốt nhất đấy, vô cùng yên tĩnh. Diệp Huyên gật đầu. Từ Thiên thi lễ, Diệp Thiếu cần bất cứ thứ gì thì cứ bảo với ta một tiếng là được. Nói xong, ông ta chậm rãi lui xuống. Sau khi Từ Thiên rời đi, Diệp Huyên đưa mắt nhìn một lượt rồi sau đó ngồi xếp bằng xuống, hắn xòe tay ra, quyển sách của phụ thân đưa cho hắn chợt hiện ra. Phụ thân và đại ca cùng nhau sáng tạo ra kiếm kỹ này cho riêng hắn. Diệp Huyên mở sách cổ ra, một luồng kiếm quang chợt chui vào giữa hàng mày của hắn. Trong nháy mắt, vô số thông tin đã tràn ngập trong đầu Diệp Huyên. Sát na vô địch, một khi triển khai sẽ lập tức trốn ra khỏi vũ trụ hiện hữu này, trong tích tắc sát na, đó sẽ miễn dịch được tất cả sức mạnh có trong vũ trụ hiện hữu, vận mệnh hay nhân quả đều không thể dính vào thân, phản vệ lại tất cả đại pháp đại đạo, chỉ cần một suy nghĩ, một kiếm khóa hồn, kiếm quang miên man, một khi kiếm vào bao lại, vạn vật đã tan biến. Trong tích tắc đó, ta chính là vô địch. Trong tích tắc đó, ta chính là vô địch. Diệp Huyên sửng sốt. Chẳng mấy chốc, máu huyết toàn thân hắn sôi sục lên. Châu bỏ quá. Lúc này đây hắn chỉ muốn gào lên thật lớn. Một khi thi triển kiếm này, hắn sẽ thoát khỏi vũ trụ hiện hữu, nhân quả vận mệnh không thể dính thân, phản phệ tất cả đại pháp đại đạo. Diệp Huyên vô cùng hưng phấn. Như vậy còn đáng sợ hơn cả nhất kiếm trảm hư nữa. Không hổ là chiêu kiếm phụ thân và đại ca cùng sáng tạo ra cho mình. Một chữ thôi, mạnh. Hoặc hai chữ quá mạnh. Hắn không nói nhiều nữa mà bắt đầu nghiên cứu. Nhưng chẳng mấy chốc, cả người hắn đã thấy tê dần. Bởi vì hắn phát hiện, muốn luyện kiếm kỹ này cần phải tốn vô cùng nhiều tiền, bởi vì nó cần một lượng linh khí khổng lồ làm nền tảng, có như thế hắn mới có thể phá được vũ trụ hiện hữu để thoát ra ngoài. Cần bao nhiêu linh khí đây? Hắn vừa thiêu đốt 1 triệu nhưng lại tựa chỉ mới thủy cục đá vào mặt biển rộng lớn, không có chút động tĩnh nào. Không hề đủ, vãi, Diệp Huyên ngu người luôn. Tất nhiên là hắn không cam lòng, tiếp tục thiêu đốt trụ mạch, tay phải cầm kiếm đứng thẳng, hai mắt khéo hờ, tâm pháp vận chuyển ở trong người, mà xung quanh hắn là vô số trụ mạch đang bị thiêu đốt. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 6 triệu. Đến lúc thiêu đốt được 10 triệu trụ mạch thì kiếm trong tay hắn đột nhiên hơi rung lên. Có động tĩnh rồi. Diệp Huyên mở cờ trong lòng, vội vàng vận chuyển tâm pháp, chẳng mấy chốc, quanh người hắn xuất hiện một kiếm quang nhàn nhạt, mà lúc này, đống trụ mạch hắn thiêu đốt đã bị kiếm hấp thu hết sạch. Diệp Huyên vội vã tiếp tục thiêu đốt trụ mạch. Lúc này hắn đã không còn quan tâm quá nhiều thứ nữa, hắn chỉ muốn thử xem uy lực của chiêu kiếm này. Diệp Huyên điên cuồng thiêu đốt trụ mạch. Dưới luồng linh khí vô cùng vô tận của trụ mạch, kiếm trong tay Diệp Huyên rung lên kịch liệt, cùng lúc đó, trên người hắn đột nhiên xuất hiện vô số kiếm quang li ti như mạch máu. Diệp Huyên đột nhiên giơ kiếm trong tay lên, lúc này, những kiếm quang li ti kia đột nhiên tụ về phía cánh tay hắn, chẳng mấy chốc, vô số sợi kiếm quang đã men theo cánh tay chui thẳng vào trong kiếm của hắn. Mà lúc này, linh khí cần dùng còn nhiều hơn nữa. Diệp Huyên không chút do dự, tiếp tục điên cuồng thiêu đốt trụ mạch. Khoảng chừng 1 phút, Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm đâm về trước một cái, gào lên, khai. Một chiêu kiếm đâm ra, thời không trước mặt hắn đột nhiên nứt toác. Cả người Diệp Huyên tiến vào khe nứt kia, tích tắc sau, hắn xuất hiện trong một mảnh không gian hư vô, Diệp Huyên chợt bối rối. Vị trí hiện tại của hắn là một mảnh hư vô, không phải dòng sông thời gian. Cũng không phải dòng sông thời không, mà hình như là một vùng ngoài tách biệt khỏi vũ trụ. Hơn nữa, hắn có thể nhìn thấy được vùng vũ trụ ban nãy mình đứng, không chỉ thế, từ vị trí hiện tại của hắn, vũ trụ hiện hữu trong suốt tựa kính. Diệp Huyên liếc mắt nhìn thân thể mình, giờ khắc này, trên cơ thể hắn có một tầng kiếm quang mỏng manh, tựa như vảy giáp, trông vô cùng lóa mắt. Vô địch. Diệp Huyên suy nghĩ một chút,
sau đó lấy bút đại đạo ra vung về phía thân thể mình. Xoẹt. Bút phong đâm thẳng vào người hắn. Ầm. Bút phong kia lập tức vỡ vụn, mà hắn lại chẳng hề hấn gì. Diệp Huyên sửng sốt, một khắc sau, hắn điên cuồng cười to. Thật sự vô địch. Lúc này đây, hắn thật sự đã vô địch. Như nghĩ đến điều gì đó, hắn đột nhiên nhìn ra ngoài vùng vũ trụ hiện hữu kia, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại rồi bỗng nhiên rút kiếm. Trong vũ trụ hiện hữu kia, bỗng có bốn tàn ảnh xuất hiện, một khắc sau, bốn tàn ảnh cùng rút kiếm ra chém, kiếm quang từ bốn phía lại hội về chung một chỗ. Ầm. Trong nháy mắt, tinh không của vũ trụ hiện hữu kia lập tức bị xóa tan, nhưng như vậy còn chưa hết, kinh khủng nhất là luồng sức mạnh kia thật sự quá mạnh mẽ, đến mức chỉ trong một cái chớp mắt, tinh không vô tận trong phạm vi 10 triệu dặm của chư thần giới cũng bị xóa sổ theo. 10 triệu dặm tinh vực, tan biến theo một chiêu kiếm. Hơn nữa dư chấn của sức mạnh kia còn đang không ngừng đánh nứt những vùng tinh vực còn lại, trong nháy mắt đã liên lụy đến mười mấy vũ trụ. Lúc này đây, vô số cường giả thấy khiếp sợ. Là kiếm của vị đại lão nào? Vô số người đua nhau điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Mà Diệp Huyên lúc này đột nhiên trở lại vũ trụ hiện hữu, khi trở về, cả người hắn lập tức mềm oặt xuống tựa bùn nhão. Bốc hơi toàn thân. Sau khi sử dụng chiêu kiếm đó, thân thể hắn bắt đầu bốc hơi. Sức mạnh của kiếm đó còn mạnh hơn bút đại đạo cực nhiều lần, thân thể hiện tại của hắn vẫn chưa thể chịu đựng được hết. Lúc này, Từ Thiên chợt xuất hiện, khi thấy Diệp Huyên, ông ta lập tức hốt hoảng, vội vàng đến trước mặt đỡ Diệp Huyên rồi run giọng nói, Diệp thiếu. Cậu! Diệp Huyên khẽ mỉm cười, không sao, ta nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn nằm thẳng xuống đất, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không dùng đan dược mà cha đưa cho, đan dược kia quá khủng bố, để dành đến thời khắc mấu chốt dùng cho thỏa đáng, dù sao cũng chỉ có 5 viên, dùng một là ít đi một, phải biết là không phải lần nào cha cũng sẽ đến cứu hắn. Từ Thiên ở một bên nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt ngập tràn sự kinh hãi. Bây giờ ông ta thấy vô cùng hoài nghi, một khoảng tinh không khổng lồ tự nhiên bị xóa đi khi nãy kia, là do vị Diệp thiếu trước mắt này gây nên. Nhưng Diệp thiếu chỉ mới là động huyền cảnh thôi mà. Sao có thể có được thực lực khủng bố đến vậy? Từ Thiên nghi hoặc trong lòng. Khoảng chừng một canh giờ sau, sắc mặt Diệp Huyên rốt cục cũng tốt lên nhiều, hắn ngồi dậy, chỉ biết cười trừ. Không thể không nói, chiêu kiếm đó thật sự là quá mức khủng bố. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyên vội vàng nhìn nhẫn chứa đồ của mình, khi thấy trụ mạch còn lại trong nhẫn, hắn vô cùng sửng sốt. Hụt mất 30 triệu trụ mạch. 30 triệu. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức đen lại. Vừa nãy hắn đã đốt 30 triệu trụ mạch để triển khai kiếm này, kiếm kỹ này giống vũ khí của Tần Quan Hạ, nạp tiền thì mới dùng được. Hắn còn nhớ ra một chuyện, đó là ban nãy khi thi triển kiếm kỹ này, hắn không sử dụng huyết mạch chi lực cùng kiếm ý và lực lượng nhân gian. Nếu không, uy lực của nó sẽ còn kinh khủng hơn nhiều nữa. Ngoài ra, chiêu kiếm đó cũng chưa phát huy ra hết uy lực thật sự, dù sao hắn cũng chỉ thử một chút, chứ chưa dốc hết toàn sức. Nói chung, chiêu kiếm này tương đương với vô địch rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười. Không thể không nói, lần này cha có tâm thật. Cho tiền rồi còn cho cả kiếm kỹ. Còn một cái hộp nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Huyên vội vàng lấy cái hộp kia ra, hắn quan sát hộp thật kỹ, đây chỉ là một cái hộp bình thường. Nhưng hắn biết, bên trong chắc chắn chứa đồ vật không hề tầm thường. Diệp Huyên nhìn về phía Từ Thiên vội vàng nói, Diệp thiếu, cậu cứ làm việc của mình nhé, thuộc hạ xin cáo lui. Nói rồi, ông ta xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, giữ bí mật chuyện vừa rồi, biết chưa? Từ Thiên ngây cả người, một khắc sau, sắc mặt ông ta vô cùng chấn động, vội đáp, tất nhiên rồi. Nói xong. Ông ta lùi ra. Ở bên ngoài, Từ Thiên há hốc miệng, động tĩnh vừa nãy đúng là do Diệp Thiếu làm ra. Trời ơi quá quát quá. Chấm chấm chấm. Huyền thần giới. Huyền Thiên ngồi trong đại điện, lúc này đây trước mặt y có một vài ông lão đang quỳ gối, đây đều là những kẻ truy sát Diệp Huyên khi trước, vừa mới được ông ta lôi về. Không thể không nói, Huyền Thiên thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nếu không lôi về được,
cứ để mấy tên này đuổi theo Diệp Huyên. Như vậy chẳng phải xong đời cả lũ rồi sao? Trong điện, mấy người đang quỳ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Huyền Thiên đột nhiên nói, các ngươi nhớ kỹ, sau ngày hôm nay không được đi tìm Diệp Thiếu nữa, nếu gặp phải thì các ngươi xoay lưng tránh mặt liền cho ta, nếu không tránh được thì phải cung kính một chút, đối đãi với hắn như cha đẻ. Mấy người đều không hiểu, gương mặt ngẩn ra. Huyền Thiên cả giận nói, đừng có hỏi tại sao, cứ nghe lời là được, tất cả đều là vì các ngươi thôi. Lui xuống đi. Mấy người không dám nói thêm gì, bưng bộ mặt lơ mơ lui ra ngoài. Trong điện, Huyền Thiên tựa ra lưng ghế, hai mắt khép hờ. Mấy ngày nay ông ta đều sống trong run sợ, cứ lo đã mạo phạm người đàn ông áo xanh kia. Lúc này, một ông lão chợt xuất hiện trong điện, lão hơi thi lễ, giới chủ, tộc trưởng đế hoang thần tộc đế Huyên cầu kiến. Huyền Thiên khẽ nhíu mày, đế hoang thần tộc, đến làm gì? Ông lão trầm giọng nói, ông ta nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Chuyện quan trọng. Huyền Thiên gật đầu, bảo ông ta vào đi. Ông lão lui xuống, chỉ chốc sau, đế Huyên đã vào trong đại điện, ông ta hơi thi lễ với Huyền Thiên rồi sau đó nói thẳng vào vấn đề luôn. Huyền Thiên giới chủ, ta thanh minh trước đã, đế hoang thần tộc chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì với Diệp Huyên cả, không chút liên quan gì. Huyền Thiên nhìn đế Huyên, không nói lời nào. Đế Huyên tiếp tục nói, Huyền Thiên giới chủ, vừa nãy ta đã tìm được hành tung của Diệp Huyên, người này sau khi rời khỏi thiên cổ tộc đã đến thẳng Thiên Bảo Các, hiện tại ta sẽ phái người vây nhốt hắn, Huyền Thiên giới chủ có thể lập tức đến kiểm tra, đế hoang thần tộc ta sẽ dốc toàn lực phối hợp lùng bắt Diệp Huyên này. Huyền Thiên bỗng thấy chân mình mềm nhũn. Trong điện, Huyền Thiên nhìn đế Huyên mà không nói lời nào. Thấy Huyền Thiên im lặng, đế Huyên khẽ nhíu mày, ngạc nhiên ở trong lòng. Bỗng, ông ta phát hiện bầu không khí có gì đó không đúng lắm, thế là bắt đầu cảnh giác. Đế Huyên do dự một lúc rồi khẽ hỏi, giới chủ. Huyền Thiên đột nhiên nói, người vừa bảo mình không liên quan gì đến vị Diệp công tử kia à? Nghe vậy, đế Huyên vội vàng gật đầu, đúng thế. Đế hoang thần tộc ta không có quan hệ gì với hắn cả, đế hoang thần tộc ta nguyện ý giúp huyền giới. Nói đến đây, như nghĩ đến điều gì đó. Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Diệp công tử. Giới chủ Huyền Thiên này gọi Diệp Huyên là Diệp công tử. Đúng lúc này, Huyền Thiên bỗng bảo, không liên quan gì thì tốt. Dứt lời, y đột nhiên xoay tay phải rồi ép xuống dưới. Phía xa xa, sắc mặt đế Huyên lập tức tái đi, ông ta nhanh chóng hơ ngang hai tay chặn lại. Thân thể đế Huyên lập tức bị phá vụn. Linh hồn còn bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy. Đế Huyên nhìn Huyền Thiên, khuôn mặt khó có thể tin, Huyền Thiên giới chủ. Tại sao? Huyền Thiên nhìn chằm chằm vào Đế Huyên, châm chọc nói, tự cho là thông minh. Đế Huyên trầm giọng hỏi, Huyền Thiên giới chủ, người có muốn giết ta thì cũng phải cho ta biết một lý do rõ ràng chứ. Huyền Thiên vô cảm hỏi ngược lại, người biết Diệp Thiếu là ai không? Diệp Thiếu. Nghe hai chữ này, Đế Huyên sửng sốt. Huyền Thiên nhìn chằm chằm vào Đế Huyên, giận dữ nói, là người lão tử không chọc vào nổi. Dứt lời, ông ta phất tay áo lên. Linh hồn của Đế Huyên lập tức bị xóa đi. Huyền Thiên lạnh lùng liếc nhìn nơi Đế Huyên vừa biến mất kia, ngu ngốc. Tiên Bảo Các. Diệp Huyên mở hộp ra, trong hộp là một bộ giáp nhỏ, giáp màu đen ánh kim. Chỉ to bằng bàn tay, bên trên tỏa ra lưu quang nhàn nhạt, sáng bóng và bí ẩn. Nhìn mảnh giáp chỉ to bằng lòng bàn tay này, Diệp Huyên khẽ nhíu mày lại, giáp. Lúc này, bộ giáp kia chợt hóa thành luồng sáng đen chui vào giữa hàng mày hắn. Bỗng chốc, Diệp Huyên trợn tròn hai mắt, trong đôi người bắn ra hai luồng huyết quang. Xoẹt! Hai luồng huyết quang xuyên thủng tinh hà, biến mất ở trong chân trời xa xôi. Cùng lúc đó, cả người Diệp Huyên run lên kịch liệt, huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn cũng lập tức được kích hoạt. Không chỉ thế, thanh táng kiếm trong tay hắn cũng rung lên bần bật, như thể sắp được giải khai phong ấn. Diệp Huyên hoảng hốt trong lòng. Món đồ gì đây? Diệp Huyên vội vàng trấn áp huyết mạch chi lực trong người lại, nhưng chẳng mấy chốc, hắn phát hiện quanh thân bỗng nổi lên những vảy giáp nho nhỏ, phía trên những miếng giáp này còn có huyết dịch màu đen chậm rãi chuyển động.
mà huyết mạch phong ma lại không thể trấn áp được huyết dịch màu đen này. Huyết mạch của nhị nha. Lúc này Diệp Huyền đã biết đây là máu của ai. Bộ giáp này chắc chắn được chế tạo thành từ vảy của nhị nha, hơn nữa bên trong còn có máu của cô bé. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền vô cùng hưng phấn. Giáp từ vảy của nhị nha khủng bố đến mức nào? Tuy đây là giáp làm từ vảy bị chóc ra của nhị nha, nhưng chắc chắn cũng sẽ vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền nhìn huyết mạch ẩn chứa bên trong bộ giáp mà khiếp hãi trong lòng, chẳng trách huyết mạch của hắn không trấn áp được nó, thì ra đây là máu của nhị nha. Không thể không nói, huyết mạch của nhị nha đúng là quá mạnh. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có loại máu mà huyết mạch phong ma không thể trấn áp được. Có điều đây là do bản thân hắn thôi, dù sao huyết mạch phong ma cả hắn không được thăng cấp bao nhiêu, nếu đổi lại là cha thì chắc là đã khác. Diệp Huyền thôi không nghĩ nữa, hắn bắt đầu chậm rãi trấn áp huyết mạch phong ma của mình, sau khi ổn định rồi, huyết mạch của nhị nha cũng dần hòa vào trong bộ giáp, thanh táng kiếm cũng trở về trạng thái bình thường. Diệp Huyền sờ sờ giáp trên người, cảm giác đầu tiên chính là rắn chắc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lấy bút đại đạo ra đâm thẳng vào người mình. Ầm ầm. Bút phong chém đến. Xoẹt. Một luồng hào quang tỏa ra trước ngực Diệp Huyền, nhưng hắn lại chẳng hề hấn gì. Không xây xước gì cả. Thấy thế, Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười ha hả. Có giáp nhị nha, rồi lại thêm vào kiếm kỹ sát na vô địch kia, hắn muốn chết cũng khó. Bây giờ hắn rất muốn hô vang lên, dưới tam kiếm, ta vô địch. Nhưng hắn vẫn giữ được tỉnh táo, không thể hô bậy được. Trước đây toàn bị vả thẳng vào mặt, hơn nữa hắn cũng chẳng ngầu được 3 ngày đâu. Tuy bây giờ rất vô địch, nhưng vẫn phải khiêm tốn một chút mới được. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó hơi suy nghĩ, mảnh giáp trên thân hắn liền lặng yên hòa vào trong cơ thể. Diệp Huyền nhếch môi cười, lần này cha ra dáng là cha ruột rồi. Người đàn ông áo xanh. Diệp Huyền thu bút đại đạo lại rồi nhìn khắp xung quanh, hắn cười cười, sau đó xoay người rời đi. Không thể không nói, lần này hắn đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Sau khi ra khỏi Thiên Bảo Các, Diệp Huyền gặp phải Từ Thiên, Từ Thiên vội vã cung kính thi lễ, Diệp thiếu. Diệp Huyền cười đáp, Từ Thiên hội trưởng, ta phải đi rồi. Từ Thiên khẽ mỉm cười, hoan nghênh Diệp thiếu lần sau lại đến. Diệp Huyền gật đầu, bảo trọng. Nói xong, hắn ngự kiếm bay lên rồi biến mất ở phần cuối tinh không. Từ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khẽ nói, đế hoang thần tộc. Xong đời rồi. Ông ta đã biết tin tức đế uyên đã chết, và chắc chắn, đế hoang thần tộc sẽ như rắn mất đầu, bị những thế lực xung quanh sâu xé. Từ Thiên thấp giọng thở dài, đế uyên này cuối cùng vẫn là cược sai. Diệp Huyền không về vũ trụ chư thiên ngay mà là đến Tiên Bảo giới, khi hắn đến Tiên Bảo thành thì mới thấy cả kinh. Trên cửa thành Tiên Bảo có treo mấy trăm cái đầu đẫm máu. Xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền khẽ nhíu mày. Lúc này, hội trưởng Tiêu Lan xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, khi thấy hắn, Tiêu Lan vội vàng hành lễ, Diệp thiếu. Thái độ so với trước càng thêm tôn kính. Diệp Huyền chỉ những chiếc đầu lâu kia, chuyện gì vậy? Tiêu Lan trầm giọng nói, toàn bộ là đầu của cường giả Huyền Thiên Thần Giới. Diệp Huyền hơi run lên, sau đó hỏi, Huyền Thiên Thần Giới. Tiêu Lan gật đầu, lúc trước ta có liên lạc với các chủ không đến, nhưng đã phái người sang. Sau đó tất cả cường giả tự động huyền cảnh trở lên ở Huyền Thiên Thần Giới đều bị chém đầu, treo hết lên tường thành này. Tần quan. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không thể không nói, mặc dù thoạt nhìn tần quan vô cùng dễ tính, thế nhưng điều kiện tiên quyết là đừng chọc vào nàng ấy. Nhất là được làm trái quy củ nàng lập ra. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyền vội hỏi, vậy Huyền Thiên đâu? Tiêu Lan thi lễ một cái cung kính rồi mới đáp, các chủ nói, nếu Diệp Thiếu không giết ông ta thì tất có thâm ý, vậy nên nể mặt Diệp Thiếu, tha cho một mạng. Nể mặt mình hả? Diệp Huyền hơi ngẩn người, sau đó cười bảo, tiểu quan đúng là có tâm mà. Tiểu quan, nghe vậy. Mí mắt Tiêu Lan lập tức giật lên một cái, quan hệ giữa Diệp Thiếu cùng các chủ thật sự không hề tầm thường. Diệp Huyền cười nói, buổi đấu giá của các ông còn cử hành không?
Tiêu Lan gật đầu, vẫn sẽ làm. Diệp Huyên hỏi, khi nào? Tiêu Lan do dự một lúc rồi nói, Diệp Thiếu cảm thấy khi nào thì thích hợp. Diệp Huyên ngây người, sau đó bật cười, chuyện này các ông tự sắp xếp đi chứ. Tiêu Lan khẽ mỉm cười, thuận theo thời gian của Diệp Thiếu. Diệp Huyên lắc đầu nở nụ cười, ta không có nhiều tiền đến vậy đâu. Tiêu Lan liếc mắt nhìn bốn phía, sau đó nói, Diệp Thiếu, cậu có hứng thú với di tích đạo thần kia à? Diệp Huyên gật đầu. Tiêu Lan trầm giọng nói, Diệp Thiếu, lúc trước ta đã nghiên cứu thử thì thấy không thế lực nào đủ sức mua đứt di tích đạo thần này được, vậy nên các chủ đã nghĩ ra một cách, đó là để mọi người cùng chung mua. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, cùng chung mua. Tiêu Lan gật đầu, đúng vậy, các thế lực cùng góp tiền mua, sau đó cùng dùng chung di tích này. Diệp Huyên trầm giọng nói, họ đồng ý à? Tiêu Lan gật đầu, đồng ý, bởi vì không một thế lực nào đủ sức độc chiếm phần di tích này cả. Nói rồi, ông ta đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó nói, Diệp Thiếu, đến lúc đó chúng ta sẽ thêm cậu vào danh sách chung mua, cậu không cần phải trả bất cứ chi phí nào hết đâu. Diệp Huyên mở to mắt, vậy có được không? Tiêu Lan khẽ mỉm cười, đều là người nhà cả, có gì mà không được. Diệp Huyên vội vàng nói, Tiêu Lan hội trưởng có lòng quá. Nhân tình này Diệp Huyên ta sẽ không quên. Nghe vậy, Tiêu Lan mừng rỡ khôn xiết, Diệp Thiếu khách khí quá rồi. Nói xong, ông ta làm một thế mời, Diệp Thiếu, mời cậu vào các, chờ buổi đấu giá kết thúc, ta sẽ thông báo cho cậu. Diệp Huyên gật đầu, được. Diệp Huyên được Tiêu Lan dắt vào trong tiên bảo các, sau đó còn được xếp cho gian phòng cao cấp nhất của tiên bảo lâu. Trong tinh không, Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống đất. Tu luyện. Trận chiến cùng nhóm người huyền thiên lúc trước kia đã cho hắn được rất nhiều bài học. Nhất là khi chiến đấu với huyền mộc, trong lúc đánh qua đánh lại, hắn đã ngộ ra được rất nhiều thứ. Quan trọng nhất là lúc đó hắn dùng bút đại đạo đạt đến cổ thần cảnh. Và bây giờ mục tiêu của hắn là đột phá lên cổ thần cảnh. Bởi vì hắn cảm thấy đã đến lúc thích hợp rồi. Trong tinh không, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, dưới sự giúp đỡ của bút đại đạo, hắn lại lần nữa đạt đến cổ thần cảnh, hắn cảm nhận thật kỹ một lượt. Cùng lúc ấy, hắn bắt đầu thiêu đốt trụ mạch, đột phá cảnh giới cần rất nhiều trụ mạch. Cũng may là có cha cho 100 triệu, lại thêm của huyền thiên 80 triệu, nếu không hắn căn bản không thể tu luyện tiếp được. Cứ thế, thời gian từng chút trôi qua, khoảng chừng 3 ngày sau, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng đột nhiên thu khí tức về lại động huyền, nhưng chẳng mấy chốc, hắn lại từ động huyền đạt đến cổ thần cảnh. Mà lần này khí tức của hắn dần ổn định lại. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn xòe tay, trong nháy mắt, xung quanh hắn chợt có hơn 1.000 tia kiếm ý ngưng tụ thành kiếm. Cổ thần cảnh. Mà Diệp Huyên lại không hề thấy vui. Ngược lại hắn còn cau mày. Bởi vì hắn phát hiện cổ thần cảnh của hắn rất trông chênh, không hề ổn định. Cảnh giới của hắn cực kỳ bất ổn, tuy đã là cổ thần cảnh, nhưng cũng chẳng khác gì bán thần cảnh. Diệp Huyên im lặng. Hắn biết mình đã có chút nóng vội. Cho dù có bút đại đạo thì cảnh giới không phải là thứ muốn đột phá là đột phá ngay. Nóng vội rồi. Diệp Huyên hít sâu một hơi. Hiện tại hắn phải từ từ củng cố lại cảnh giới, hơn nữa e là phải mất một khoảng thời gian rất lâu. Đúng lúc này, Tiêu Lan đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên không xa, ông ta hơi thi lễ, Diệp Thiếu. Diệp Huyên cười hỏi, có chuyện gì à? Tiêu Lan gật đầu, Diệp Thiếu, buổi đấu giá đã kết thúc, theo thời hẹn, mọi người chuẩn bị khởi hành đến di tích đạo thần rồi. Di tích đạo thần. Buổi đấu giá đã kết thúc. Diệp Huyên gật đầu đứng dậy, dưới sự hướng dẫn của Tiêu Lan, hắn đi tới một đại điện. Lúc này, trong đại điện có 3 người, 2 nam 1 nữ, đều khá trẻ tuổi. Trẻ tuổi vậy sao? Diệp Huyên hơi sửng sốt. Lúc nhìn thấy Diệp Huyên, 2 nam 1 nữ kia nhìn thoáng qua hắn, sau đó thu hồi tầm mắt. Lúc này, Tiêu Lan cất lời, 4 vị, chỉ có 4 người các vị biết đến bí cảnh đạo thần lần này, nói cách khác. 4 người các vị sẽ cùng chia sẻ bí cảnh đạo thần, còn việc các vị có thể lấy được thì từ bên trong, thì phải xem tạo hóa của các vị rồi. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó lặng lẽ lui xuống. 4 người trong điện đều hơi im lặng.
Diệp Huyên nhìn ba người đều ngồi cách xa nhau, cũng không trao đổi, rõ ràng là ba người này cũng đều không quen nhau. Diệp Huyên đột nhiên khẽ mỉm cười, mọi người không cần phải nghiêm trọng như thế, sắp tới có lẽ chúng ta còn phải hợp tác nữa. Ta cũng xin tự giới thiệu bản thân trước, ta tên Diệp Huyên, đến từ vũ trụ chư thần. Ba người nhìn Diệp Huyên, nhưng vẫn không nói gì. Diệp Huyên cười nói, ba vị, ta xin nói thẳng, tâm lý này của các vị không ổn đâu, bây giờ chúng ta còn chưa đến di tích đạo thần mà các vị đã bắt đầu đề phòng và nghi ngờ nhau rồi, có thể tưởng tượng nếu đến di tích đạo thần, chúng ta nhất định sẽ ra tay với nhau. Sau đó, hắn lại nói, di tích đạo thần không có nguy hiểm gì sao? Ba người vẫn im lặng. Diệp Huyên cười nói, hơn nữa, các vị đều tự tin có thể tiêu diệt ba người còn lại à? Ba người vẫn im lặng. Diệp Huyên tiếp tục nói, ta cảm thấy hợp tác tốt hơn là nghi ngờ và đề phòng, các vị thấy sao? Lúc này, người đàn ông bên trái chợt cất lời, Tần Du. Người đàn ông bên phải cũng nói, Chu Phàm. Cô gái ở giữa nhìn Diệp Huyên, khẽ mỉm cười, Tiêu Ngọc Nhi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, chúng ta xuất phát đến di tích đạo thần thôi. Nói xong, ba người đi tới một vùng tinh không. Tiêu Lan kia lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên một lần nữa, sau lưng ông ta là một chiếc tàu vũ trụ. Tiêu Lan khẽ mỉm cười, bốn vị, lần này đến di tích đạo thần đường xá xa xôi, vì thế tiên bảo các ta chuẩn bị cho các vị một chiếc tàu vũ trụ. Tàu vũ trụ này có thể xuyên qua thời không tinh vực, có thể tiết kiệm không ít thời gian cho chư vị. Lúc nói chuyện, ông ta vẫn luôn chú ý đến Diệp Huyên. Rõ ràng tàu vũ trụ này là chuẩn bị cho Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, đa tạ. Tiêu Lan cười nói, khách sáo rồi. Nói xong, ông ta chắp tay, Diệp, các vị, bảo trọng. Diệp Huyên gật đầu, bốn người bước lên tàu vũ trụ lập tức chạy đi, sau đó biến mất ở cuối tinh không. Tiêu Lan nhìn tinh không phía xa, nhẹ giọng nói, ra thế vô địch như thế mà vẫn phải cố gắng, mình có lý do gì mà không cố gắng đây? Cuối tinh không. Diệp Huyên đứng trên tàu vũ trụ, hắn đang tập trung xem một quyển cổ tịch. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, người đang nhìn gì vậy? Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, người đến chính là Tiêu Ngọc Nhi. Tiêu Ngọc Nhi mặc váy dài màu tím chạm đất, bên hông thắt một cái nơ màu trắng, khiến vóc dáng thon dài của nàng ta trông càng uyển chuyển hơn. Nàng ta có ngũ quan tinh xảo, giọng nói dịu dàng như gió xuân thổi vào mắt, nét mặt nhu hòa cộng với đôi mắt to long lanh. Thật sự là một mỹ nhân hiếm có. Diệp Huyên cười khẽ, đang định lên tiếng thì Tiêu Ngọc Nhi đột nhiên nhìn quyển cổ tịch trong tay hắn, nàng ta chớp mắt tiểu thuyết ngôn tình. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Tiêu Ngọc Nhi khẽ mỉm cười, ngươi thích đọc loại sách tình yêu thế này à? Diệp Huyên cười nói, đây cũng không phải tình yêu bình thường, trong tình yêu còn thể hiện sự phê phán với thế giới này nữa. Nói xong, hắn lắc đầu cười khẽ. Đưa mắt nhìn xung quanh, đổi chủ đề, tinh không này đẹp nhỉ. Tiêu Ngọc Nhi gật đầu, đúng thật. Nói xong, nàng ta chuyển chủ đề, Diệp công tử, người rất thân thiết với tiên bảo các à. Diệp Huyên cười nói, thì ra Tiêu cô nương đến để dò la tin tức. Tiêu Ngọc Nhi chớp mắt, vẫn tươi cười như trước, Diệp công tử không ngại chứ. Diệp Huyên cười khẽ, đúng như suy đoán của Tiêu cô nương. Quan hệ giữa ta và tiên bảo các đúng là không tệ, nhưng ta cũng không phải người của bọn họ. Tiêu Ngọc Nhi cười nói, người có thể khiến hội trưởng Tiêu Lan cung kính như thế chắc chắn không phải người bình thường. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, ta chỉ là một người bình thường thích đọc sách thôi. Hắn cảm thấy vẫn nên nói thật ít thôi, dù sao thì nói cũng không có ai tin, còn bị nói là khoác lác. Khiêm tốn một chút. Tiêu Ngọc Nhi nhìn Diệp Huyên. Lại nói, Diệp công tử, chúng ta liên thủ không? Liên thủ. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, có ý gì? Tiêu Ngọc Nhi cười nói, Chu Phàm và Tần Du đã liên thủ rồi, hơn nữa gia tộc bọn họ vốn có quan hệ sâu xa với nhau, cho nên ta cảm thấy chúng ta cũng có thể liên thủ. Diệp Huyên quay đầu nhìn, phía xa, Chu Phàm và Tần Du mỗi người một bên, hai người đều đang ngồi, dường như là đang tu luyện. Nhưng hắn biết chắc chắn hai người họ đều đang chú ý đến bên này. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên nhíu mày. Nếu hai người này không liên thủ, bây giờ Tiêu Ngọc Nhi đến tìm hắn,
thì không còn gì nghi ngờ nữa, chắc chắn hai người này sẽ liên thủ. Mà khi nãy người phụ nữ này lại vừa nói vừa cười với hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc Nhi, Tiêu Ngọc Nhi chớp mắt, ánh mắt trong veo, đầy vẻ ngây thơ. Diệp Huyên thầm thở dài. Sao hắn có thể tin là Tiêu Ngọc Nhi này ngây thơ được nhỉ? Người có thể bị phải đi tranh giành di tích đạo thần, dù là thực lực hay trí thông minh chắc chắn đều rất cao. Người phụ nữ này muốn lợi dụng hắn, đấu trí. Diệp Huyên cười nói, Tiêu cô nương, ta là một người đàng hoàng, cho nên ta cũng không vòng vo, có cái gì ta xin nói cái đó. Nói thật, bây giờ chúng ta vẫn chưa đến di tích đạo thần đã bắt đầu tranh đấu với nhau rồi, cô cảm thấy ổn không? Tiêu Ngọc Nhi nhìn Diệp Huyên, trên mặt vẫn còn mang nụ cười. Diệp Huyên nói tiếp, ta biết, đến di tích đạo thần, nếu phát hiện báu vật, chắc chắn bốn người sẽ tranh giành, nhưng không phải bây giờ còn chưa đến di tích sao? Hơn nữa, cô dám chắc chắn di tích đạo thần sẽ an toàn à? Lỡ như gặp nguy hiểm trong đó thì phải làm thế nào? Nụ cười trên mặt Tiêu Ngọc Nhi dần biến mất, Diệp Huyên lại nói, vẫn là câu nói cũ, ta cảm thấy bây giờ bốn người chúng ta nên liên thủ, ít nhất là trước mắt. Tiêu Ngọc Nhi nhìn Diệp Huyên một lúc rồi khẽ cười nói, Diệp công tử, đọc sách ít thôi, thế giới này phức tạp hơn người nghĩ nhiều, đọc sách nhiều, đầu óc sẽ rất dễ xảy ra vấn đề, chính là bị bảo thủ đấy. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Diệp Huyên lắc đầu thở dài, thầm nói, cô gái ngu xuẩn, nếu lão tử không đọc nhiều sách thì bây giờ đã giết chết ba người các cô rồi. Sau đó, trên tàu vũ trụ lại yên tĩnh trở lại. Diệp Huyên phát hiện, hắn vẫn không thể khiến mấy người này đoàn kết, thật ra mục tiêu thật sự của hắn là muốn xem có thể lôi kéo mấy người này không, vì hắn phát hiện mấy người trẻ tuổi này đều đã đạt đến bán thần cảnh, còn trẻ như thế đã đạt tới bán thần cảnh. Tiền đồ vô lượng, nhưng hắn phát hiện có lẽ kế hoạch này không thành công rồi. Mấy người này đều là yêu nghiệt hàng đầu được gia tộc bồi dưỡng, không dễ thuyết phục như thế. Cả quá trình rất yên tĩnh. Ba ngày sau, tàu vũ trụ dừng lại. Đến rồi. Diệp Huyên nhìn về phía xa, trong tinh không cách đó không xa có một làn sương đen lơ lửng, bên trong đó chính là di tích đạo thần. Lúc này, Tiêu Ngọc Nhi kia cũng đứng dậy, nhìn về phía làn sương đen. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Chu Phàm và Tần Du đột nhiên biến mất, một khắc sau, hai người đã bay vào trong làn sương đen kia. Tiêu Ngọc Nhi nhìn Diệp Huyên, thấy không, bọn họ đã liên thủ rồi. Diệp Huyên cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn biến mất khỏi vị trí ban đầu. Tiêu Ngọc Nhi nhìn Diệp Huyên phía xa, sau đó cũng biến mất theo. Chấm chấm chấm. Một lát sau, Diệp Huyên đi tới một dãy núi, sâu trong dãy núi có một cung điện khổng lồ lơ lửng. Xung quanh cung điện là núi mọc như rừng, cao vút trong mây, nơi này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, trong dãy núi tràn đầy hơi thở cổ xưa, những cây cao xung quanh che khuất bầu trời, mang theo cảm giác âm u nặng nề. Diệp Huyên và Tiêu Ngọc Nhi đi tới trước đại điện, Tần Du và Chu Phàm không đi vào, hai người cũng đứng trước đại điện mọc đầy cỏ dại. Lúc này, Chu Phàm và Tần Du đột nhiên xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, Chu Phàm đột nhiên lên tiếng, không ngờ ngươi thật sự sẽ đến. Diệp Huyên cười hỏi, gì cơ? Chu Phàm khẽ mỉm cười, lúc trước chúng ta còn bàn bạc, di tích đạo thần này, càng ít người biết càng tốt. Diệp Huyên nhíu mày, các ngươi muốn giết ta. Chu Phàm nhìn Diệp Huyên, đúng thế. Một khí tức đáng sợ đột nhiên cố định Diệp Huyên lại, khí tức này là của Tiêu Ngọc Nhi. Rõ ràng là ba người này đã hợp tác với nhau từ lâu rồi. Tiêu Ngọc Nhi nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, biết vì sao chúng ta muốn giết ngươi trước không? Diệp Huyên lắc đầu. Tiêu Ngọc Nhi khẽ mỉm cười, vì kẻ thích đọc sách như ngươi trông giống như một tên ngốc vậy. Diệp Huyên. Lúc này, Chu Phàm nhìn xung quanh, sau đó nói, ngươi biết vì sao chúng ta muốn ra tay ở nơi này không? Ngươi phát hiện gì không? Nơi này có trận pháp chặn lại tất cả thần thức, nói cách khác thần thức ở bên ngoài đều không đến được nơi này. Giết ngươi, sau đó chúng ta có thể chôn ngươi trong bí cảnh đạo thần này, hoàn mỹ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ. Sau đó nói, ta vốn định nghiêm túc một chút, dẫn dắt các ngươi cùng giành được lợi ích trong hòa bình, nhưng bây giờ xem ra. Nói đến đây, hắn lắc đầu thở dài. Tiêu Ngọc Nhi châm chọc, vẫn là cùng giành được lợi ích trong hòa bình mà. Ngươi đúng là cổ hủ quá, không đúng, là ngu xuẩn quá, thế gian này vẫn còn có người ngây thơ như ngươi sao, đúng là chết cười. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, biết vì sao ta không liên thủ với cô không? Tiêu Ngọc Nhi nhíu mày. Đang định cất lời thì Diệp Huyên phía xa đột nhiên chắp ngón tay, chỉ về phía trước.
Phụt, đầu của Chu Phàm không hề báo trước mà lập tức rời xuống, máu tươi bắn tung tóe. Giết chết trong nháy mắt. Sắc mặt Tiêu Ngọc Nhi và Tần Du lập tức thay đổi. Diệp Huyên khẽ mỉm cười, vì ở trước mặt ta, các ngươi không khác gì một con kiến. Nói xong, hắn lắc đầu cười khẽ, xin lỗi, ta lại ra oai rồi. Hai người, lúc này, Tiêu Ngọc Nhi và Tần Du đã hoàn toàn ngơ ngác. Giết chết trong nháy mắt, Diệp Huyên có thể giết chết một cường giả bán thần cảnh trong nháy mắt. Sao có thể, lúc này hai người đều không tin chuyện trước mắt là thật. Phải biết rằng dù là cường giả cổ thần cảnh cũng chưa chắc có thể giết chết một cường giả bán thần cảnh trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không ra tay đi. Tần Du nhìn Diệp Huyên, ta là người của Tần tộc giới sơn, ta. Diệp Huyên đột nhiên vung kiếm. Vụt, Tần Du còn chưa nói hết câu thì đầu đã rơi xuống. Giết chết trong nháy mắt, hơn nữa là hoàn toàn tiêu diệt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Diệp Huyên lắc đầu, ta ghét nhất những người còn chưa đánh đã lôi thế lực phía sau ra. Dứt lời, hắn im lặng một lát rồi mới nói tiếp, ý ta là ta ghét người khác nhắc đến thế lực phía sau, nhưng không ghét mình nhắc đến. Tần Du, Tiêu Ngọc Nhi ở phía xa sắc mặt tái nhợt, nàng ta khó tin nhìn Diệp Huyên, ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía Tiêu Ngọc Nhi, ta cái gì? Tiêu Ngọc Nhi run rẩy nói, vì sao ngươi lại mạnh thế? Ngươi! Ngươi làm thế chẳng phải là đang ỷ mạnh hiếp yếu à? Ý mạnh hiếp yếu, Diệp Huyên bật cười, hắn vẫn luôn bị người khác ỷ mạnh hiếp yếu, không ngờ cũng có ngày hắn có thể ỷ mạnh hiếp yếu người khác. Tiêu Ngọc Nhi đột nhiên nói, các hạ, ta đầu hàng. Diệp Huyên lắc đầu, ta từ chối. Nói xong, hắn lại chém ra một kiếm. Vụt, đầu của Tiêu Ngọc Nhi lập tức rơi xuống, sau đó tan biến. Hoàn toàn bị tiêu diệt, Diệp Huyên cười khẽ. Sau đó mở lòng bàn tay, ba chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay vào tay hắn. Chính là nhẫn chứa đồ của ba người này. Nhưng sau đó, sắc mặt hắn trở nên nặng nề. Vì hắn phát hiện hai chiếc nhẫn chứa đồ này cộng lại chỉ có chưa đến 100.000 trụ mạch. Ít thế, Diệp Huyên cau mày, rõ ràng trước khi đến, ba người này đều không định mang nhiều trụ mạch và thần vật theo, có lẽ là để tránh biến cố xảy ra. Diệp Huyên hơi cạn lời, bây giờ hắn thật sự rất nghèo. Lúc trước hắn có tổng cộng 220 triệu trụ mạch, sau khi cho từ mộc 50 triệu, hắn sử dụng kiếm kỹ và đột phá lại tốn khoảng 100 triệu, bây giờ trong người hắn chỉ còn chưa tới 70 triệu trụ mạch. Nhiều không, thực tổ là không nhiều. Vì sau đó hắn còn cần rất nhiều trụ mạch, hơn nữa, hắn còn phải đào tạo cường giả của Thư viện Quan Huyên, vì thế, 70 triệu trụ mạch không nhiều chút nào. Hơi nghèo. Diệp Huyên khẽ thở dài. Sau đó xoay người đi về phía đại điện kia. Bây giờ hắn chỉ mong có thể có nhiều thu hoạch một chút trong bí cảnh này. Khi Diệp Huyên đi tới cửa đại điện, hắn chợt nhớ ra điều gì, bèn nhìn về phía bút đại đạo, bút huynh, bên trong có nguy hiểm không? Hắn thật sự thấy sợ rồi. Ngầu chưa đến 3 ngày. Dù thực lực của hắn bây giờ rất mạnh, có thể sánh với cường giả thượng cổ thần cảnh, nhưng hắn vẫn nên cẩn thận, không chừng sẽ lại bị tính kế. Bút đại đạo không trả lời. Diệp Huyên nhíu mày, bút huynh lại bị Thanh Nhi đánh à? Bút đại đạo. Diệp Huyên còn muốn nói gì đó, bút đại đạo đột nhiên nói, ta thật sự rất bận. Diệp Huyên không tiếp tục lằng nhằng với bút đại đạo nữa, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa lớn vừa mở ra, một hơi thở cổ xưa lập tức bay ra. Diệp Huyên nhíu mày, hắn động tâm niệm, kiếm ý bảo vệ xung quanh hắn. Diệp Huyên đi vào trong điện, xung quanh trống rỗng, trước mặt hắn có một cái bồ đoàn. Trên bồ đoàn là một ông lão ngồi xếp bằng, ông lão mặc trường bào màu đen rộng thùng thình, mái tóc dài rũ xuống sau lưng. Diệp Huyên hành lễ, vãn bối Diệp Huyên xin bái kiến tiền bối. Ông ta không trả lời. Diệp Huyên thoáng do dự, sau đó nói, tiền bối đạo thần. Ta là người quen của Tần Quan. Tần Quan, lúc này, ông lão đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ông ta từ từ mở mắt, trong mắt đục ngầu, nhưng sau đó lại dần trở nên rõ ràng. Ông lão nhìn Diệp Huyên, Tần Quan cô nương. Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Ông lão quan sát Diệp Huyên, sau đó, ông ta khẽ mỉm cười, rất xuất sắc. Diệp Huyên cúi người hành lễ, đa tạ tiền bối đã khen ngợi. Ông lão nói, người đến đây là vì truyền thừa của ta sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Đạo thần im lặng, Diệp Huyên nghiêm túc nói, tiền bối, ta cảm thấy ta rất phù hợp. Ông lão cười hỏi, tại sao? Diệp Huyên do dự một lát. Sau đó nói, ta có thể nói thật không?
Ông lão gật đầu, có thể. Diệp Huyên nghiêm túc nói, vì tiền bối không thể gặp người nào xuất sắc hơn ta nữa rồi. Ông lão sửng sốt, một lát sau, ông ta hơi do dự, sau đó nói, người trẻ tuổi bây giờ đều biết khiêm tốn như thế à? Diệp Huyên, ông lão đột nhiên cười nói, người đúng là không tệ, nhưng ngươi là kiếm tu, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, ông lão lắc đầu, đạo của ngươi đã hình thành rồi, không phù hợp với truyền thừa của ta. Diệp Huyên im lặng, bây giờ hắn đã lĩnh ngộ kiếm đạo nhân gian, ông lão này nói đúng, hắn đã có đạo của mình rồi, rất khó nhận truyền thừa đạo của người khác. Ông lão khẽ thở dài, trong mắt lộ vẻ đáng tiếc. Thật ra Diệp Huyên đúng là không tệ, phù hợp với yêu cầu của ông ta, nhưng Diệp Huyên lại là kiếm tu, mà kiếm tu thì không phù hợp với truyền thừa của ông ta. Diệp Huyên đột nhiên nói, tiền bối, đơn giản thôi, đưa truyền thừa của ông cho ta, ta đi tìm cho ông một thiên tài ưu tú, thiên tài hàng đầu. Ông lão sửng sốt, Diệp Huyên cười nói, ông thấy sao? Ông lão hơi do dự, Diệp Huyên khẽ mỉm cười, dù tiền bối không tin ta thì cũng phải tin tưởng Tần Quan cô nương đúng không? Tần Quan, ông lão cười nói, trong lòng ngươi đã chọn được ai rồi à? Diệp Huyên gật đầu, có một người, chắc chắn đối phương sẽ không khiến tiền bối mất mặt. Ông lão im lặng một lát, sau đó ông ta đưa mắt nhìn xung quanh, trong mắt lộ vẻ phức tạp cũng được. Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay, một quyển trục màu đen chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên, truyền thừa của ta đều ở trong quyển trục này. Diệp Huyên nhận lấy quyển trục, cúi người hành lễ, ta chắc chắn sẽ không phụ sự tin tưởng của tiền bối. Ông lão khẽ mỉm cười, bảo trọng. Nói xong, ông ta lại dần biến mất. Diệp Huyên vội nói, tiền bối, ông còn gì khác không? Ông lão chớp mắt, còn gì cơ? Diệp Huyên nói thẳng, ví dụ như trụ mạch hay thần vật gì đó. Ông lão lắc đầu, lúc trước đúng là có mấy trăm triệu trụ mạch, nhưng đều bị Tần Quan cô nương lấy đi hết rồi. Tần Quan, nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Không thể không nói, Diệp Huyên hoàn toàn cạn lời, Tần Quan lấy tất cả bảo vật đi hết. Hơn nữa còn bán cái bí cảnh này ra ngoài. Người phụ nữ này không hổ danh là thương nhân. Hay, Diệp Huyên thầm thở dài. Lúc này, ông lão đột nhiên cười nói, tiểu tử, cậu có quen biết với Tần Quan cô nương à? Diệp Huyên gật đầu, ông lão nhẹ giọng nói, nàng là một người hiếm thấy. Nếu gặp được nàng sớm hơn, có lẽ ta sẽ không có kết cục như bây giờ. Diệp Huyên nhíu mày, theo lẽ thường, với thực lực của tiền bối bây giờ có lẽ phải rất khó bỏ mạng mới đúng. Tiền bối, nói đến đây, hắn im lặng, có bút đại đạo ở đây, vì thế hắn có thể nhìn thấu thật giả. Ông lão trước mặt không phải phân thân mà là bản thể, nhưng hiện tại, bản thể của ông lão đang dần biến mất. Không đúng, phải nói là ông lão này đã chết từ rất lâu trước đây rồi. Ông ta chỉ để lại một hơi thở mà thôi. Ông lão im lặng một lát, sau đó khẽ thở dài, chuyện này nói ra rất dài dòng. Sau đó, ông ta nhìn Diệp Huyên bằng nét mặt vô cùng phức tạp, chắc ngươi cũng biết, khi thực lực của ngươi càng mạnh, ngươi sẽ phát hiện bản thân trở nên càng nhỏ bé hơn trong vũ trụ rộng lớn này. Cảm giác như thế, nét mặt ông ta trở nên càng phức tạp hơn. Diệp Huyên im lặng, thật ra hắn có thể hiểu được đạo thần, vì hắn cũng từng có cảm giác như thế. Lúc trước khi đấu tay đôi với cha, hắn muốn xem thử mình còn cách mấy người như phụ thân xa không, nhưng hắn phát hiện hắn vẫn không thể cảm nhận được sức mạnh thật sự của họ. Dù bây giờ hắn đã rất mạnh rồi, rất nhiều lúc, không phải cảnh giới bị phá vỡ, mà là tầm nhìn và cảnh giới của mọi người bị giới hạn. Có một ví dụ đơn giản là, thiên tài của một thôn, là người giỏi nhất trong thôn, nhưng hắn khi đến trấn thì sao? Có lẽ khi đó hắn không còn là người đứng nhất nữa rồi. Rồi khi đến thành phố thì thế nào? Rất có thể tài năng của hắn cũng chỉ là bình thường thôi. Còn nếu xem xét trong cả nước, có thể hắn còn không được xem là bình thường, vậy thì xem xét cả thế giới thậm chí là cả vũ trụ thì sao? Diệp Huyên thầm thở dài, rất nhiều lúc, tầm nhìn sẽ giới hạn nhận thức của một người. Nếu hắn chưa từng tiếp xúc với phụ thân và thanh nhi, chắc chắn hắn sẽ cho rằng thượng cổ thần cảnh đã lợi hại lắm rồi. Nhưng sau khi tiếp xúc với họ, hắn đã biết dù với hắn bây giờ, thượng cổ thần cảnh rất lợi hại, nhưng ở toàn vũ trụ, cấp bậc đó vẫn có thể thuộc về cấp thấp. Lúc này, đạo thần đã hoàn toàn tan biến. Đối phương vẫn không nói tại sao lại rơi vào tình cảnh thế này, nhưng Diệp Huyên cũng không hỏi nhiều thêm, vì đã không còn ý nghĩa gì nữa. Diệp Huyên nhìn quyển trục trong tay. Hắn cúi người về phía trước, ta nhất định sẽ không phụ lòng tiền bối. Dứt lời, hắn nhìn xung quanh, đại điện trống rỗng, không còn bảo bối gì cả. Diệp Huyên cạn lời.
Rõ ràng Tần Quan đã mang đi hết rồi. Thật là một thổ phỉ. Diệp Huyên không ở lại, hắn xoay người rời đi. Khi Diệp Huyên rời khỏi đại điện, ba hơi thở đáng sợ đột nhiên xuất hiện từ trên trời. Một khắc sau, ba hơi thở kia lập tức phong tỏa lấy Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía xa, nơi đó có ba ông lão xuất hiện, ba người đó đều là cường giả cổ thần cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, cổ thần cảnh. Coi thường ai vậy, đương nhiên hắn biết chắc chắn ba người trước mặt chính là cường giả của gia tộc đứng sau ba người Tiêu Ngọc Nhi. Lúc này, ông lão dẫn đầu cất lời, là ngươi giết ba người họ đúng không? Diệp Huyên gật đầu, phải. Nét mặt ông lão lập tức trở nên dữ tợn, ai cho ngươi? Ông ta vừa nói đến đây, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, một khắc sau, hắn đã xuất hiện sau lưng ông lão, cổ họng của ông lão bị một thanh kiếm cắm vào. Ba người lập tức sửng sốt. Diệp Huyên đứng phía sau bình tĩnh nói, cổ thần chỉ đến thế thôi à? Ba ông lão, hai cường giả cổ thần cảnh còn lại đã hoàn toàn hỗn loạn. Một kiếm giết cổ thần cảnh trong nháy mắt, lúc này, một vị cổ thần cảnh trong số đó run giọng nói, ngươi, ngươi thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, thượng cổ thần cảnh, đó là thứ rác rưởi gì? Nói xong, hắn cầm kiếm chém một nhát, suy suy, hai đại kiếm quang xuyên thẳng vào giữa chân mày hai ông lão, trong nháy mắt, hai gã ông lão lập tức bị xóa sổ. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, ba chiếc nhẫn chứa đồ từ từ bay đến tay hắn. Diệp Huyên nhìn thoáng qua, vẫn là có chút thất vọng. Ba nhẫn chứa đồ cộng lại, vậy mà chỉ có không đến 1.000 vạn trụ mạch. Thật đúng là nghèo. Đương nhiên, có ít còn hơn không? Diệp Huyên thu hồi nhẫn chứa đồ, xoay người rời đi. Mà sau khi Diệp Huyên rời đi không lâu, một ông lão tóc bạc đột nhiên xuất hiện, ông lão tóc bạc nhìn thoáng qua nơi đây, vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở cạnh cách ông lão không xa, người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó nói, Tần Cổ huynh, xem ra, bọn họ đều đã gặp nạn rồi. Tần Cổ, đúng là gia chủ đương nhiệm của Tần tộc. Tần Cổ mặt không chút biểu cảm, Chu Ngạn, người thấy thế nào? Chu Ngạn, tộc trưởng đương nhiệm của Chu tộc, Chu Ngạn trầm mặc một lát, sau đó nói, Diệp Huyên kia không đơn giản. Sắc mặt Tần Cổ âm u lạnh lẽo, vậy tính sao? Chu Ngạn thấp giọng thở dài. Tần Cổ mặt không chút thay đổi, người nhìn đại điện ở xa xa kia, trong đại điện đã trống không? Điều này có nghĩa, đối phương đã lấy được truyền thừa đạo thần. Truyền thừa đạo thần, nghe vậy. Chu Ngạn híp mắt lại, ông ta và Tần Cổ đều là thượng cổ thần cảnh, đối với bọn họ mà nói, điều hấp dẫn lớn nhất bây giờ chính là cảnh giới trên thượng cổ thần cảnh. Mà nhìn tổng quát những vũ trụ bọn họ đã biết hiện tại, chỉ có đạo thần đã đột phá qua thượng cổ thần cảnh. Nói cách khác, truyền thừa đạo thần này là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Sở dĩ lúc trước bọn họ để những người trẻ đến thăm dò bí cảnh này, là bởi vì nếu để người lão luyện đến, vậy thật sự phải tiêu hao lớn rồi. Bởi vậy, tất cả mọi người đều đạt được thỏa thuận ngầm, để lứa trẻ đến tranh, chỉ có như thế, giữa các đại tộc mới không hao tổn nội bộ nhiều. Mà bọn họ thật không ngờ, thế nhưng lại được lợi cho người khác. Tần Cổ trầm giọng nói, thù này không thể không báo. Chu Ngạn gật đầu, chính xác. Thực ra, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, không thể từ bỏ truyền thừa đạo thần kia. Chu Ngạn đột nhiên nói, vị của Tiêu tộc kia đâu? Tần Cổ nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói, ai biết được. Chu Ngạn trầm giọng nói, phải liên hệ với nàng ta, hiện tại ba tộc chúng ta nhất định phải liên thủ. Tần Cổ trầm lặng một lát, sau đó nói, đi đến Tiêu tộc. Nói xong, hai người lập tức biến mất. Mà ngay sau khi hai người biến mất không lâu, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ xuất hiện ở đây, người này chính là tộc trưởng đương nhiệm của Tiêu tộc Tiêu Uyển. Bên cạnh Tiêu Uyển còn có một thiếu nữ này trông giống Tiêu Ngọc Nhi đến 6-7 phần. Tiêu Uyển đột nhiên nói, Lãnh Nhi, người thấy thế nào? Cô gái im lặng một lát, sau đó nói, theo ta điều tra, người này là khách quý siêu cấp của Tiên Bảo Các, nói cách khác, hắn có quan hệ rất tốt với Tiên Bảo Các, mà lúc trước cô chính là chết ở trong tay Tiên Bảo Các vì hắn mà không nể mặt Tiêu tộc ta. Rất đơn giản, thế lực phía sau người này mạnh hơn Tiêu tộc ta. Cô, chính là Tiêu phu nhân Diệp Huyên đã gặp ở Tiêu Bảo Các trước kia. Tiêu Uyển hỏi, còn gì không? Cô gái lại nói, lúc trước thượng cổ huyền giới từng truy sát người này, nhưng là, người này vẫn còn sống tốt. Chỉ có điều, ta không biết là nhờ Tiên Bảo Các hay là thế lực thần bí sau lưng hắn đã xuất hiện. Tiêu Uyển trầm lặng một hồi, nói tiếp tục, cô gái thấp giọng thở dài, chúng ta không thể báo thù.
Tiêu Uyển từ từ nhắm hai mắt, còn truyền thừa đạo thần. TAMLINS247.vn cô gái trầm giọng nói, cô, truyền thừa đạo thần tất nhiên quan trọng, nhưng tính mạng và tiêu tộc của ta càng quan trọng hơn. Còn nữa, nếu cô thật sự muốn, thì cũng có thể từ từ, bởi vì không bao lâu nữa, Chu tộc và Tần tộc sẽ nhằm vào hắn, khi đó, chúng ta có thể xem kết cục của bọn họ. Tiêu Uyển im lặng một lát, sau đó nói, nghe ngươi. Nói xong, hai nàng biến mất, Diệp Huyên về tới thư viện Quan Huyên ở vũ trụ chư thần. Mà giờ phút này, thư viện Quan Huyên đã lại xảy ra thay đổi lớn. Hiện tại thư viện Quan Huyên có ước chừng hơn 3.000 người, trong đó, võ viện có khá ít người, chỉ có không đến hơn 100 người. Hơn nữa, mỗi ngày thư viện đều đào thải rất nhiều người. Đây là do Thanh Khâu đề ra, khi vào không có hạn chế gì, nhưng sau khi vào, nếu không cố gắng, không chịu khó, thì sẽ bị đào thải, rời khỏi thư viện. Bởi vậy, rất nhiều học sinh nghèo sau khi vào thư viện đều vô cùng cố gắng, bởi vì bọn họ biết, đây là bọn họ cơ hội duy nhất thay đổi vận mệnh bọn họ. Kiếm tra đánh giá của hai viện cũng không giống nhau, võ viện chú trọng kiếm tra chiến lực, mà văn viện thì chú trọng vào trình độ văn học. Đường đi của hai viện hoàn toàn khác nhau. Khi Diệp Huyên về đến thư viện Quan Huyên, Thanh Khâu lập tức tìm hắn. Hậu viện, Diệp Huyên ngồi, Thanh Khâu đứng. Cô bé còn đang cầm một ly trà trong tay, Thanh Khâu trầm giọng nói, thiếu chủ ca ca, tiếp tục phát triển như này, thực lực của võ viện tuyệt đối sẽ áp đảo văn viện, bây giờ vẫn chưa xảy ra vấn đề gì, nhưng rất nhiều năm sau, một khi ta và sư phụ còn cả thiếu chủ ca ca cũng không ở đây, đến lúc đó, văn viện sẽ bị võ viện đè ép, lúc đó, thư viện có thể sẽ nội loạn chia rẽ nghiêm trọng. Việc này, huynh phải nghĩ biện pháp giải quyết. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó cười nói, chỉ có một cách. Thanh Khâu có chút tò mò, cách gì? Diệp Huyên cười nói, tìm một viện trưởng văn võ song toàn, một viện trưởng cực kỳ lớn mạnh, như vậy sẽ có thể trấn áp hai viện. Thanh Khâu suy nghĩ, sau đó gật đầu, như vậy cũng được. Diệp Huyên cười nói, cân bằng không dễ dàng như vậy, nhưng chúng ta phải cố gắng, đến lúc đó thêm một vài quy chế, để tránh tình huống như muội nói, tương lai võ viện quá mạnh mẽ, hoàn toàn áp chế văn viện. Thanh Khâu khẽ gật đầu. Làm như nghĩ đến cái gì, cô bé chớp chớp mắt, thiếu chủ ca ca, huynh không phát hiện ra điều gì sao? Diệp Huyên hơi mù mờ, phát hiện cái gì? Thanh Khâu hung hăng trợn mắt với Diệp Huyên, xoay người bước đi. Diệp Huyên lắc đầu cười, nhà đầu kia, vậy mà đã đạt đến Động Huyền. Động Huyền, mới qua bao lâu, Diệp Huyên thật sự có hơi ngỡ ngàng. Sáu nói một cách công bằng, hắn cảm thấy bản thân rất yêu nghiệt, thật sự yêu nghiệt, hơn nữa. Còn có sự giúp đỡ từ bút đại đạo và cha, nhưng mà, đến bây giờ hắn mới là cổ thần cảnh. Mà nha đầu kia hiện tại cũng đã đạt tới Động Huyền. Nha đầu kia mới tu luyện bao nhiêu ngày chứ? Quả thật là phi thường. Diệp Huyên đều cảm thấy điều này vô cùng không bình thường. Thanh Khâu sợ là một đại lão siêu cấp không hề yếu hơn so với ba người cha, đại ca và Thanh Nhi. Vậy là ai đây? Diệp Huyên thấp giọng thở dài, hắn có chút nhớ Tiểu Tháp. Nếu Tiểu Tháp ở đây, hẳn là sẽ biết, dù sao, hắn không biết nhiều về thời đại của cha, mà Tiểu Tháp lại biết. Cũng không biết Tiểu Tháp ngốc này hiện tại thế nào rồi. Còn cả Tiểu Hồn, kiếm Thanh Huyên có được Thanh Nhi cải tạo lần nữa không? Còn có Tiểu An đi theo Thanh Nhi, khẳng định cũng tăng lên rất nhiều đi. Dù sao người cô bé đi theo là Thanh Nhi. Đúng lúc này, một tiếng cười to đột nhiên truyền đến từ xa xa phía chân trời. Diệp Huynh, ta đến rồi đây. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngay sau đó, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, nhìn thấy người tới, Diệp Huyên ngây người. Người tới chính là Đạo Lăng. Diệp Huyên đứng dậy, cười nói, Đạo Lăng. Nói xong, hắn liếc nhìn phía sau Đạo Lăng, sau đó nói, Thiên Khí và Thích Thiên còn có quân tà đâu. Đạo Lăng cười nói, bọn họ phải qua một thời gian nữa mới đến, gia tộc của ta không có việc gì, cho nên ta chạy đến trước. Nói xong, y nhìn đánh ra Diệp Huyên một lượt, sau đó nói, huynh hiện tại là cảnh giới gì? Diệp Huyên cười nói, huynh cảnh giới gì? Đạo Lăng cười khà khà, chi huyền cảnh đỉnh cao rồi. Sắp lên Động Huyền rồi. Diệp Huyên nhíu mày, mới chi huyền cảnh đỉnh cao. Đạo Lăng ngây cả người, sau đó nói, huynh là cảnh giới gì? Diệp Huyên mỉm cười, mới cổ thần cảnh mà thôi. Cổ thần cảnh, gương mặt Đạo Lăng cứng đờ. Trước khi đến... Y từng tiếp xúc với Nam Khánh hội trưởng của Tiên Bảo Các, bởi vậy, đã biết được một số cảnh giới hiện tại. Mà Y thật không ngờ,
Diệp Huyên vậy mà đã đạt đến cổ thần cảnh. Thật nhanh, Đạo Lăng nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào, Diệp Huyên cười nói, thế nào? Đạo Lăng thấp giọng thở dài, huynh thật sự quá biến thái, ta đã rằng ta đã đủ nhanh rồi, nhưng thật không ngờ, huynh còn nhanh hơn ta. Diệp Huyên nhìn đánh giá Đạo Lăng, sau đó nói, hiện tại huynh đã là chi huyền cảnh đỉnh cao. Đạo Lăng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, thiếu tiền. Đạo Lăng gật đầu, nếu có đủ trụ mạch, ta hẳn là cũng có thể xông lên cổ thần, có 7-8 phần cơ hội. Diệp Huyên cười nói, cần bao nhiêu? Đạo Lăng lắc đầu, không biết. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Đạo Lăng, trong nhẫn chứa đổ có ước chừng 1.000 vạn trụ mạch. Diệp Huyên cười nói, cầm mà dùng. Đạo Lăng ngây người, sau đó nói, Diệp Huynh, thế này làm sao được? Không dùng được, không được. Tuy nói thế, nhưng y vẫn vội cầm lấy nhẫn chứa đồ. Diệp Huyên cạn lời, Đạo Lăng nhìn nhẫn chứa đồ trong tay, run giọng nói, ta nên đến tìm huynh sớm hơn. Diệp Huyên, Đạo Lăng nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huynh, ta đi tu luyện đây. Về sau nếu cần đánh nhau, lên núi đao, xuống biển lửa, Đạo Lăng ta đều không nề hà. Nói xong, y xoay người rời đi. Diệp Huyên, Đạo Lăng đương nhiên là muốn gia nhập vào võ viện, vì vậy, y tìm đến Thanh Khâu, khi nhìn thấy Thanh Khâu, y ngây cả người, sau đó nói, tiểu muội muội, ngươi là viện trưởng võ viện. Thanh Khâu nhìn Đạo Lăng, ngươi gọi ta là gì? Đạo Lăng cười nói, tiểu muội muội. Thanh Khâu đột nhiên biến mất, sắc mặt Đạo Lăng lập tức thay đổi rõ rệt, y giơ hai tay lên chắn. Trong nháy mắt, Đạo Lăng đã bay lên trên đám mây phía chân trời, mà ngay sau đó, một tàn ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đạp một cước xuống, huỳnh. Trong nháy mắt Đạo Lăng bị rơi từ trên trời xuống, đập vào trong vực sâu của một dãy núi. Không chung, Thanh Khâu phủi phủi tay, ta chỉ có một ca ca. Nói xong, cô bé lấy ra một cái bánh bao từ trong ngực mình, cô bé cắn một miếng, sau đó xoay người rời đi. Đạo Lăng. Trong vực sâu, Đạo Lăng mặt đầy khó tin nhìn phía chân trời. Bản thân bị một cô nhóc treo lên đánh. Thật là vô lý. Một lát sau, Đạo Lăng trầm giọng nói, về sau phàm là muội muội của Diệp Huynh, ta phải tránh xa một chút. Y xem như đã phát hiện ra. Diệp Huynh này bản thân chẳng ra gì, nhưng là, mấy muội muội của hắn người này so với người kia còn biến thái hơn. Quý trọng tính mạng, cách xa muội muội của Diệp Huyên. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu phát triển mạnh thư viện Quan Huyên, giống như lời cha nói, nếu mình muốn thay đổi thế giới này, thì không thể chỉ nói suông, phải thật sự hành động, mà hiện tại, hắn quả thật cũng đã xem việc này là mục tiêu cả đời của mình. Con người sống không thể chỉ biết ra vẻ, vẫn phải làm một số chuyện có ý nghĩa. Trong điện, Diệp Huyên im lặng nghe Thanh Khâu và Thư Hiền báo cáo. Hiện tại, trong thư viện Quan Huyên đạt đến động huyền cảnh có Thanh Khâu, Ngạn Bắc và Tú Phạn. Ba động huyền cảnh, có thể nói, hiện tại thực lực của thư viện Quan Huyên là mạnh nhất ở vũ trụ chư thần, đây còn là đã trừ bỏ Diệp Huyên ra. Nếu cộng thêm cả Diệp Huyên, thư viện Quan Huyên chính là vô địch ở vũ trụ chư thần, thực ra, chỉ riêng Diệp Huyên cũng đã đủ để thư viện Quan Huyên vô địch ở vũ trụ chư thần rồi. Mà hiện tại mấy thế lực lớn ở vũ trụ chư thần đã cực kỳ thân thiện với thư viện Quan Huyên, không chỉ như thế, bọn họ còn cố hết sức gửi người của mình đến thư viện Quan Huyên, bởi vì không gian phát triển ở thư viện Quan Huyên là lớn nhất. Có thể nói, hiện tại thư viện Quan Huyên đang phát triển nhanh như bay. Trong điện, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Thanh Khâu, đệ tử của võ viện thế nào? Thanh Khâu nói, võ viện có tổng cộng 160 người, đều là những người ta lựa chọn kỹ lưỡng, dựa theo yêu cầu của ca ca, ta không chọn đều là thiên phủ tốt nhất, mà cũng chọn rất nhiều người tính tình vô cùng tốt, có thể chịu khổ nhọc, tốc độ tu luyện của bọn họ quả thật kém hơn rất nhiều so với những thiên tài yêu nghiệt kia, nhưng ta tin, tương lai bọn họ sẽ không kém hơn những thiên tài yêu nghiệt kia, bởi vì con đường võ đạo này không có điểm cuối. Thắng thua nhất thời không tính là gì, người đi đến cuối cùng, mới có thể cười đến cuối cùng. Diệp Huyên mỉm cười, tốt lắm. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Thư Hiền, Hiền lão, ông cũng phải nhớ, đệ tử văn viện dạy dỗ ra không thể cổ hủ, không thể đầu óc ù lì, không biết biết báo, hiểu không? Hắn cũng sợ kiểu con mọt sách, kiểu người chỉ biết nói đạo lý suông mà không biết thực tiễn, người như thế là đáng sợ nhất, hại nước hại dân. Thư Hiền gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyên cười nói, Hiền lão, Thanh Khâu, kế tiếp chúng ta đi theo hai phương hướng thứ nhất, các ngươi để bọn họ tu luyện đồng thời cũng phải đưa bọn họ đi xem hồng trần thế tục,
để bọn họ thật sự trải nghiệm một chút nỗi khổ nhân gian. Đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường, cả hai đều không thể thiếu. Hiền lão mỉm cười, rất tốt. Thanh Khấu cũng gật đầu, được. Diệp Huyên lại nói, còn nữa, chúng ta cần dẫn bọn họ đi xem vũ trụ bên ngoài, để bọn họ biết vũ trụ này rộng lớn như thế nào, để bọn họ biết bản thân nhỏ bé bao nhiêu, chỉ có biết bản thân nhỏ bé, mới không tự mãn, mới có thể căng thêm cố gắng. Thanh Khâu đột nhiên nói, ca ca, ta phải nhắc nhở huynh một chút, chúng ta thiếu tiền rồi. Thiếu tiền, Diệp Huyên gật đầu, bao nhiêu? Thanh Khâu trợn mắt với Diệp Huyên, ca ca, huynh như vậy là không được. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, nói như thế nào? Thanh Khâu trầm giọng nói, hiện tại thư viện của chúng ta không giống ngày xưa, ý của ta là chúng ta cần có năng lực tự lực cánh sinh, không thể mãi tiêu tiền của huynh, dù sao, tiền của huynh cũng không phải vô hạn. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, muội có ý tưởng gì không? Thanh Khâu trầm tư một lát, sau đó nói, mấy ngày nay, ta đã điều tra những thế lực khác làm thế nào để kiếm tiền, ta phát hiện, kiếm tiền giỏi nhất là Tiên Bảo Các. Nhưng là, chúng ta không thích hợp việc buôn bán, có điều chúng ta có thể bán sách. Thiếu tiền, Diệp Huyên gật đầu, bao nhiêu? Thanh Khâu trợn mắt với Diệp Huyên, ca ca, huynh như vậy là không được. Diệp Huyên có chút nghi hoặc, nói như thế nào? Thanh Khâu trầm giọng nói, hiện tại thư viện của chúng ta không giống ngày xưa, ý của ta là chúng ta cần có năng lực tự lực cánh sinh, không thể mãi tiêu tiền của hát dù sao, tiền của huynh cũng không phải vô hạn. Diệp Huyên suy nghĩ. Sau đó nói, muội có ý tưởng gì không? Thanh Khâu trầm tư một lát, sau đó nói, mấy ngày này, ta đã điều tra những thế lực khác làm thế nào để kiếm tiền, ta phát hiện, kiếm tiền giỏi nhất là Tiên Bảo Các, nhưng là, chúng ta không thích hợp việc buôn bán, có điều chúng ta có thể bán sách. Diệp Huyên nhíu mày, bán sách? Thanh Khâu cười nói, không phải sách bình thường, mà là những sách liên quan đến tu luyện, những sách này rất có ích cho việc tu luyện, chúng ta có thể bán đấu giá, ngoài ra, còn có thể hợp tác với rất nhiều thế lực, để học sinh của chúng ta đi giảng dạy, đương nhiên là giảng dạy về phương diện tu luyện. Nói xong, cô bé khẽ nhếch khóe miệng, không phải chúng ta có bộ luật thần đạo do Tần Quan các chủ tặng hay sao? Chúng ta có thể để các đệ tử của chúng ta đến vũ trụ chư thiên giảng bài, giảng về bộ luật thần đạo này, mỗi khóa thì tốn một học phí nhất định, như vậy vừa có thể rèn luyện những đệ tử này, lại có thể kiếm tiền. Diệp Huyên cười nói, việc này được. Thanh Khâu gật đầu, kiếm chủ ca ca, huynh quen biết rộng, nếu như được, huynh có thể kiếm thêm những bộ sách như bộ luật thần đạo, như vậy, thư viện chúng ta sẽ không phải lo vấn đề tài chính trong khoảng thời gian ngắn. Diệp Huyên gật đầu, được. Sau khi ba người thương lượng, Thư Hiền lui xuống, Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Thanh Khâu, hắn mở lòng bàn tay ra, quyển trục truyền thừa đạo thần từ từ bay đến trước mặt Thanh Khâu, nhà đầu, đây là truyền thừa của một vị tiền bối, có lẽ sẽ có ích cho ngươi. Hắn cuối cùng vẫn đưa truyền thừa này cho Thanh Khâu, bởi vì không có ai thích hợp hơn cô bé. Thanh Khâu nhìn thoáng qua truyền thừa kia, lắc đầu, ca ca, ta không cần. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Thanh Khâu cười nói, ta có con đường của riêng mình, hơn nữa, chỉ đi con đường của mình. Diệp Huyên có chút bất đắc dĩ, hắn biết, Thanh Khâu giống hắn, đều có con đường của riêng mình, dưới tình huống như vậy, căn bản sẽ không tiếp nhận đạo chính thống của người khác. Thanh Khâu cười hì hì, cho người thích hợp đi. Diệp Huyên suy nghĩ, gật đầu, được. Nói xong, hắn thu hồi quyển trục, trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu kia tu luyện, chỉ hai chữ, lợi hại. Thanh Khâu đột nhiên nói, ca ca, ta cảm thấy, chúng ta có thể lấy vũ trụ chư thần làm nền móng, trước tiên thay đổi vũ trụ chư thần, sau đó dần dần đi ra ngoài, thay đổi thế giới bên ngoài. Diệp Huyên trầm giọng nói, muội nói tiếp đi. Thanh Khâu gật đầu, thay đổi vũ trụ chư thần, có thể sẽ đụng vào lợi ích của thế lực khác, nhưng vấn đề này không lớn, bởi vì chúng ta có thể dùng lợi ích dụ dỗ bọn họ. Hiện tại, bọn họ đều muốn gia nhập thư viện quan huyên của chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể có đủ lợi ích, bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện thay đổi, bởi vì không thay đổi, sẽ bị đào thải. Nói xong, cô bé nhìn về phía Diệp Huyên, ca ca, ta biết huynh rất nhân từ. Rất nhiều lúc không muốn chủ động làm kẻ ác, nhưng là, ta phải nói cho huynh, chúng ta phải thay đổi thế giới, thay đổi quy tắc, thì phải lật đổ rất nhiều điểm không tốt hiện có, đặc biệt những thế lực tàn bạo bất nhân. Đối đãi với những thế lực tốt, chúng ta có thể dùng lợi ích dụ dỗ, nhưng đối đãi với những thế lực đại gian đại ác, chúng ta phải dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt chúng. Nói đến đây,
Cô bé đi đến trước mặt Diệp Huyên, đưa ly trà trong tay cho Diệp Huyên, lại nói, mục đích của chúng ta không phải duy ngã độc tôn, nhưng trước tiên chúng ta phải làm được duy ngã độc tôn. Huynh không độc tôn, ai sẽ nghe lời huynh? Cho nên, chúng ta vừa phải có lòng nhân từ, đối xử tử tế với tất cả thế lực, cũng phải có thủ đoạn lôi đình. Diệp Huyên nhìn Thanh Khâu, không nói lời nào. Thanh Khâu chớp chớp mắt, ca ca đang lo lắng. Diệp Huyên gật đầu, lo lắng cho ngươi, lo lắng cho thư viện. Thanh Khâu trầm lặng một lát, sau đó nói, ta hiểu sự lo lắng của huynh, khi thực lực của chúng ta trở nên lớn mạnh, ca ca sợ thư viện sẽ dần dần đi ngược lại ước nguyện ban đầu, giống như trong sách nói, thiếu niên giết rồng cuối cùng biến thành ác long, đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Thanh Khâu mỉm cười, chỉ cần ca ca còn ở đây, thư viện vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Diệp Huyên hỏi, nếu ta không ở đây thì sao? Thanh Khâu cười nói, còn có ta ở đây, thư viện vĩnh viễn sẽ không loạn. Diệp Huyên cười hỏi, nếu muội cũng không ở đây thì sao? Thanh Khâu mỉm cười, ca ca, người nghĩ như vậy là không đúng, chúng ta phải làm là những việc đủ khả năng làm được, nghĩ quá nhiều về tương lai, không phải tốt. Đương nhiên, cũng không thể không nghĩ, nếu có một ngày ta không còn ở đây, trước đó, ta chắc chắn sẽ chọn một người ưu tú hơn cho thư viện, để đối phương quản lý thư viện. Về phần chuyện sau đó, thì lại là chuyện viện trưởng kế nhiệm của thư viện nên nghĩ rồi. Đủ khả năng. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó cười nói, cũng phải. Thanh Khâu đột nhiên đưa chén trà đến trước mặt Diệp Huyên, ca ca, uống trà. Diệp Huyên nhận lấy chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm. Sau đó nói, muội làm đi, ta ủng hộ muội, bất kể là phương diện tiền bạc hay là phương diện khác, cần gì cứ nói với ta một câu là được. Thanh Khâu gật đầu, được. Nói xong, cô bé hơi do dự, sau đó nói, theo ta được biết, ca ca đến từ Thanh Thành, có đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Thanh Khâu mỉm cười, ta muốn làm từ những thế giới nhỏ này trước, bắt đầu từ Thanh Thành, vừa hay, Thanh Thành cũng có thư viện. Chúng ta bắt đầu từ thế giới nhỏ, sau đó từng chút một bao vây các thế giới lớn, cuối cùng, thay đổi cả vũ trụ. Diệp Huyên gật đầu, được. Thanh Khâu nhếch miệng cười, ta cần tiền. Diệp Huyên lắc đầu cười, bao nhiêu? Hắn biết, làm việc này, khẳng định là cần tiền. Thanh Khâu dựng một bàn tay lên. Diệp Huyên chớp chớp mắt, 500 vạn trụ mạch. Thanh Khâu lắc đầu, 5.000 vạn. Diệp Huyên cứng nở mặt. Thanh Khâu cười hì hì, có không? Diệp Huyên gật đầu, có. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đổ bay đến trước mặt Thanh Khâu, trong nhẫn chứa đổ không phải 5.000 vạn, mà là 7.000 vạn. Thanh Khâu nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, 2.000 vạn trụ mạch kia là cho muội, hiện tại muội tu luyện cần tiêu tốn rất nhiều trụ mạch, đúng không? Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyên cười nói, muội cứ dùng trước 2.000 vạn, nếu không đủ, lại đến tìm ta. Thanh Khâu nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, được. Diệp Huyên cười nói, ta đi bận việc đây. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thanh Khâu nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, tay phải cô bé nắm chặt nhẫn chứa đồ, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, ca ca, ta phải khiến chư thiên vạn giới này thay đổi vì huynh. Ta phải khiến vạn vạn sinh linh trong chư thiên vạn giới này tín ngưỡng huynh. Nói xong, cô bé từ từ nhắm mắt lại, chỉ có lấy tín ngưỡng của chúng sinh làm kiếm, huynh mới có thể đạt tới cấp bậc của ba người bọn họ. Nói xong, vẻ mặt cô bé đột nhiên hơi hoảng hốt. Mình vừa mới nói cái gì? Thanh Khâu nhíu mày, có chút nghi hoặc. Chấm chấm chấm. Trong rừng trúc, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất. Lúc này hắn đang rất u sầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 209.